Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện trọng sinh chi nữ tướng tinh, chuyển thể thành phim cầm nguyệt như ca của tác giả Thiên Sơn Trà Khách. Hãy để lại bình luận nếu bạn muốn kênh làm về chuyện hay sách nào nhé. chương 221, có người tới chơi. Gần đây, trong thành sóc kinh truyền ra tin tức rằng có người đã phóng hỏa tại tàng thư các của Hiền Sương Quán. Kẻ phóng hỏa bị phát hiện và tự mình bị thiêu chết trong biển lửa, tàng thư các bị cháy rụi, Đáng tiếc là nơi lưu giữ bản chép tay mà trước đây Phi Hồng Tướng quân Hòa Như Phi đã để lại khi còn học ở quán. Hiền Sương quán nổi danh nhất chính là đã đào tạo ra hai đại danh tướng. Trong đó, nếu như Phong Vân Tướng quân được các thiếu niên ngưỡng mộ như một thiên tài, thì Phi Hồng Tướng quân Hòa Như Phi thường được các tiên sinh dạy học lấy làm gương mẫu để giáo dục học sinh. Phải biết rằng khi Hòa Tướng quân còn ở Hiền Sương quán, học hành không giỏi, thường xuyên đứng cuối lớp. Dù vậy, nhờ cần cù bù đắp, giờ đây đã trở thành đại ngụy hán tướng. Vậy nên, trên đời không phải ai cũng là thiên tài, nhưng nếu cố gắng tự do, cũng có thể thành công lớn. Hòa tướng quân là một ví dụ sống động của Cần cù có thể bù đắp. Chỉ nghe đồng môn và tiên sinh kể lại thì chưa đủ, mà bản chép tay trong tàng thư các mới là chứng cứ rõ ràng. Bây giờ, chứng cứ này đã bị một mồi lửa thiêu rụi. Trong khi các tiên sinh ở sóc kinh tức giận mắng kẻ phóng hỏa, thì học sinh trong học quán lại vui mừng nhảy cẫng lên. Dù sao, việc bị buộc phải, cần cù bù đắp, thực sự không phải là điều dễ dàng. Trong hòa phủ, hòa như phi ngồi trong thư phòng, nhìn về phía thủ hạ đang báo cáo tin tức. Ngươi nói rằng, kẻ phóng hòa đã bị phái đi, nhưng thi thể cũng không còn lại. Hắn hỏi. Đúng vậy, như phi. Hòa nguyên thịnh nheo mắt. Người cảm thấy có gì không ổn sao? Chỉ là đốt một tủ sách, vậy mà lại chết trong lửa, thi thể cũng không thấy, ta thấy có chút kỳ lạ. Thủ hạ cung kính đáp. Tôi đã nghe tại khu vực gần hiền xương quán, việc tàng thư các bốc cháy là thật, hiện tại các học sinh trong học quán đều đã về nhà. Quán trường đang mời người sửa chữa những giá sách bị thiêu hủy. Nghe nói bản chép tay của, hòa tướng quân, không còn lại tấm nào. Hòa Nguyên Thịnh suy nghĩ một lúc. Như Phi, nếu không yên tâm, ngươi có muốn tự mình đi một chuyến không? Không được. Hòa Như Phi quả quyết từ chối bây giờ chính trị đang rối loạn, ta càng phải thận trọng trong lời nói và hành động. Hiền xương quán vừa cháy, ta lại đến, khó tránh khỏi bị người khác nắm thóp. Chuyện lần trước đến giờ còn chưa giải quyết, tuyệt đối không thể phớt lờ. Nghĩ đến chuyện lần trước, hòa như phi liền bực mình không thôi. Hắn vốn đã quyết định muốn mạng hỏa yến, ít nhất là để dò xét tình hình. Nhưng không ngờ nữ nhân đó lại có thân thủ như vậy, may mắn là hắn đã chọn toàn tử sĩ, không thể tiết lộ bí mật. Cuối cùng, mọi chứng cứ đều đẩy về phía nhà họ Phạm, nhưng nhà môn kia chậm chạp không chịu kết án, hòa như phi phái người đi trước nghe ngóng, mới biết là do tiêu giác can thiệp. Tiêu Hoài Cần rất coi trọng vị hôn thê của hắn, hiện tại có vẻ như hắn muốn ra mặt vì cô ấy. Một nữ nhi của cửa thành giáo ý, hòa như phi không để vào mắt, nhưng thủ đoạn của tiêu giác thì hắn đã sớm nghe nói, ngay cả từ kính phủ cũng không thể thắng được hắn, đương nhiên đáng sợ. Thôi, nếu bản chép tay đã bị thiêu hủy, chuyện khác không cần đề cập nữa hòa như phi chuyển chủ đề không lâu nữa sứ giả ô thác sẽ vào kinh trước mắt tốt nhất là không nên gây chuyện hòa nguyên thịnh dừng lại một chút nhìn về phía hòa như phi khi người ô thác vào kinh bệ hạ chắc chắn sẽ thảo luận về chủ chiến hay chủ hòa như phi gia tộc chúng ta cha gia tộc chúng ta tự nhiên là chủ chiến hòa như phi cười lạnh nói không kể đến trận chiến hoa nguyên chúng ta đã cùng từ tướng gắn bó dù bây giờ vì lợi ích của hòa gia, cũng chỉ có thể đứng về phía chủ chiến tiêu hoài cần đã trở thành kẻ thù của chúng ta giúp từ tướng chính là giúp chính chúng ta ta đương nhiên biết rõ chỉ là hòa nguyên thịnh ánh mắt lóe lên một tia sáng con ta trong triều đình hiện tại tiếng hô của tứ hoàng tử rất cao ngươi nghĩ sao tiếng hô của tứ hoàng tử dù có cao hơn cũng không cao hơn từ tướng hòa như phi nhướng mày hơn nữa đại nguy coi trọng lễ nghi, thái tử là chính thống, tứ hoàng tử không có sự ủng hộ của nhà ngoại. Cha, đã đến lúc này, gia tộc chúng ta không thể giữ lập trường trung lập, nhất định phải hoàn toàn đứng về phía thái tử. Hòa nguyên thịnh thở dài. Cha cũng chỉ là lo lắng thôi. Ánh mắt hòa như phi lướt qua một tia trào phúng, hắn nhìn về phía hòa nguyên thịnh. Cha, muốn có được phú quý đầy trời, không thể không mạo hiểm. Trước đây, khi muội muội bước vào vị trí đại tướng quân, đã không còn đường lui. Hòa Nguyên thịnh sững sờ, giống như bị chọc thủng bí mật trong lòng, trên mặt hiện lên vẻ lúng túng. Dừng lại một chút, hắn đứng lên nói. Đã ngươi đã hạ quyết tâm, thì làm theo ý ngươi. Cha còn có việc, đi trước. Hắn rời đi như chạy trốn. Hòa Như Phi nhìn bóng lưng vội vàng của Hòa Nguyên Thịnh, nở nụ cười, thân thể dựa vào phía sau một chút, sắc mặt dần dần âm trầm xuống. Không biết từ lúc nào, toàn bộ hòa gia đã bắt đầu hành xử theo sắc mặt của hắn. ngay cả hòa nguyên thịnh và hòa nguyên lượng khi nói chuyện với hắn cũng phải cẩn thận. hòa như phi không ít lần nghe được người làm trong phủ nói rằng tính tình của đại thiếu gia ngày càng kỳ quái, khác biệt hẳn so với trước đây. nghe vậy, hòa như phi liền cho xử tử ngay những người nói xấu. từ đó, không ai dám nói nguyên tuyên sau lưng hắn nữa. người thành đại sử không câu nệ tiểu tiết, hòa gia có hai huynh đệ, hòa nguyên lượng nhát gan khéo léo và xảo trá, nhưng không có tác dụng lớn. Hòa nguyên Thịnh thì tàn nhẫn, đáng tiếc là, lo lắng nhiều, không dám mạo hiểm. Bây giờ chỉ vì một nữ nhân cùng tên cùng họ, lại đối đầu với tiêu hoài cần, làm sự việc trở nên bó tay bó chân, thật chướng mắt. Họ không biết rằng, để làm việc lớn, tay dính máu là điều bình thường. Giống như trận chiến Hoa Nguyên, hắn vì muốn triệt để loại trừ hậu hoạn, trước đó đã chủ động liên kết với từ kính phủ từ kính phủ và ô thác cũng có quan hệ bí mật. Chỉ cần một lời thuận miệng, thông qua tâm phúc của hỏa yến, mọi chuyện đều được chôn vùi mà không cần phải trả giá nhiều trong chiến dịch. Từ đó về sau, người biết về phi hồng tướng quân không còn nhiều, làm tướng quân cũng yên tâm thoải mái. Hòa như phi không hề áy náy vì hành động của mình, đối với vị đường muội chết sớm, hắn cũng không đồng tình. Trước khi hỏa yến trở thành phi hồng tướng quân, nàng đã mượn danh hắn suốt nhiều năm. Nếu không phải do thân phận, đại thiếu gia của mình thì một nữ tử sống trên đời nên sống theo khuôn phép, xuất giá tòng phu, không thể có được mọi thứ sau này. Có thể nói, công lao quân sự mà Hỏa Yến đạt được vốn cũng là nhờ vào tên hắn mà có, bây giờ tất cả chỉ là vật quy nguyên chủ. Không kể đến việc Vũ An Hầu rõ ràng chỉ là một giả thần giả quỷ, ngay cả khi thực sự Hỏa Yến đến đây lấy mạng, hắn cũng không hề sợ hãi. Bởi vì vị trí này vốn dĩ là của hắn. Một ngày nọ, Hỏa Yến ra khỏi cửa từ sáng sớm, mãi đến gần trạng vạng tối mới về nhà. Trong lao, Phạm Phu Nhân vẫn điên điên khùng khùng, không thể moi ra thông tin hữu ích nào. Tần ma ma bị giấu ở tiêu gia, nhưng bà cũng biết rất ít. Hứa chi hằng sẽ không thực sự tin tưởng hạ huyền như, và tần ma ma lúc đó cố tình né tránh việc giết người, nên ngoài nhân chứng, chứng cứ tạm thời không nhiều. Hỏa Yến tự mình đi một chuyến, dù bây giờ nàng là vũ an hầu nhưng trong triều đình vẫn chưa có mối quan hệ rộng rãi bạn đồng sự nhìn nàng là nữ tử mặt ngoài nịnh nọt nhưng trong lòng khinh miệt quan viên trong triều kết giao được ngoài yến hạ và lâm song hạc thực sự rất ít may mà dù danh vũ an hầu không dễ dùng nhưng danh vị hôn thê của tiêu giác lại tiện lợi hơn hòa yến tưởng chỉ cần nhắc đến tiêu giác đại đa số bạn đồng sự đều nguyện ý nể mặt nàng Hòa Yến liền mượn tên Tiêu Giác tìm hiểu chuyện trong phủ Việt Quân. Qua việc dò hỏi, nàng thực sự đã phát hiện ra một số mánh khóe. Từ khi được phong làm phi Hồng tướng quân, Đại Ngụy Thái Bình thịnh thế, hiếm có chiến sự. Hòa Như phi luôn ở sóc kinh, chưa từng ra khỏi thành. Trận chiến Hoa Nguyên là lần đầu tiên Hòa Như phi ra trận sau nhiều năm. Trong trận chiến này, Hòa Như phi dẫn đầu phủ Việt Quân thắng thảm, tâm phúc đều tử trận. Những phó tướng và thủ hạ thân cận với Hoa Như Phi không ai sống sót. Những tiểu binh may mắn sống sót trong trận chiến đó, phần lớn cũng chỉ là lính thường, không thể tiếp cận với những cơ mật của chiến sự. Dù vậy, vẫn có một số lời đồn đại bí ẩn được truyền lại. Ngày đó, tướng quân rất khác so với trước, dường như còn có tranh chấp với quân sư, nhưng quân sư đã hy sinh trong trận chiến Hoa Nguyên. Khi người Ô Thác đến, ban đầu chúng ta đã chiếm được tiên cơ nhưng tướng quân lại án binh bất động cuối cùng để cho người ô thác thừa cơ hội có lẽ chúng ta quá lo lắng tướng quân thân kinh bách chiến chúng ta tiểu binh không thể đoán được ý nghĩ của ngài người tiểu binh kia lại bổ sung vì danh hào của phi hùng tướng quân quá vang dội không ai nghi ngờ chiến thuật của hắn cũng không ai nghi ngờ lòng trung thành của hắn nhưng hòa yến biết rõ hòa như phi rõ ràng cố ý để cho những người kia đi chịu chết trước đây hòa như phi chưa từng mang binh nhưng trong trận chiến hoa nguyên, lại để cho bộ hạ đáng tin cậy nhất toàn quân bị diệt, còn mình thì toàn thân trở ra, trên đời không có đạo lý này, trừ phi. Hắn đã sớm câu kết với người ô thác trong bóng tối. Nghĩ như vậy, Hòa Yến liền nhận ra rằng, khi nàng giả trang làm hòa như phi đột kích doanh trải ô thác ở nhuận đô và thiêu lương thảo, phản ứng của đại tướng ô thác hốt nhã đặc cũng rất đáng ngờ. Nếu hòa như phi thực sự vì bảo vệ thân phận mình không bị vạch trần, không tiếc hợp tác với kẻ thù và phản bội quốc vương, tội này tuyệt không thể tha thứ. Trong lòng nàng suy nghĩ về việc này, bất giác chạy tới cửa nhà. Vừa vào cửa, Thanh Mai trông thấy nàng, vội vàng đến gần nói. Cô nương, người đã trở về. Chuyện gì vậy? Hỏa Yến ngạc nhiên hỏi. Từ khi thân phận nàng bị vạch trần, Hỏa Yến bảo tiêu giác rút xích ô vào ban ngày, chỉ để lại ban đêm. Một người thị vệ tốt cũng không thể bảo vệ nàng khi không làm gì cả vì vậy sau khi xích ô rút đi, Thanh Mai mới quay lại. Khó có khi thấy nàng bối rối như vậy. Có người đến nhà. Thanh Mai nói nhỏ. Bảo là muốn tìm cô nương. Vừa dứt lời, Hỏa Yến nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Đại ca. Nàng nhìn lại, thấy một thiếu niên môi hồng răng trắng mặc áo vàng chạy tới từ sảnh, vui mừng vòng quanh nàng hai vòng. Đại ca, không ngờ ngươi thật là nữ. Thanh Mai tốt bụng nhắc nhở. Tiểu công tử, cô nương nhà chúng ta vốn là nữ tử hỏa yến không ngờ trình lý tố lại đến nhà mình lần cuối nàng gặp hắn dường như đã lâu thiếu niên này cao lớn hơn một chút giữa lông mày vẫn như trước phi dương sao ngươi lại tới đây hỏa yến hỏi hôm nay ta nhân lúc người nhà không để ý lén chạy ra ngoài trình lý tố vẻ mặt đau khổ nói từ khi ta trở về từ lương châu vệ ta bị buộc đi học không có tự do trước đây nghe nói đại ca ngươi trở về kinh ta chỉ muốn đến xem một chút nhưng trong học đường quản giáo nghiêm ngặt ta không thể ra ngoài sau khi trở về lại nghe nói ngươi là nữ tử còn trở thành vị hôn thê của cứu cứu ta đại ca chuyện gì đây sao ngươi lại là nữ đã lâu như vậy không ngờ còn có người xoắn suýt việc này hòa yến bất đắc dĩ chỉ nói ta vốn là nữ tử lúc đó do tình thế bức bách bất đắc dĩ phải giả nam trang tiến vào quân doanh khi trở về kinh thành thân phận tự nhiên bị lộ trước đây khiến ngươi hiểu lầm thật xin lỗi vừa dứt lời liền nghe thấy một giọng nói vậy là ngươi thừa nhận ngươi đã gạt người đúng không hỏa yến giật mình thấy tống đào đào từ phía sau bước ra tiểu cô nương này so với lúc ở lương châu vệ càng ngày càng xinh đẹp đáng yêu tống gia rất yêu thương vị nữ nhi này y phục của nàng rất quý giá làm nàng trông giống như tiên nữ không dính khói lửa trần gian nhưng trên khuôn mặt phấn điêu ngọc trác của nàng, thần sắc lại giống như bị đàn ông phụ lòng. Đào đào. Hỏa Yến nhìn về phía Trình Lý Tố. Các ngươi cùng đi à? Trình Lý Tố liếc mắt. Ai muốn đi cùng nàng? Ta tới tìm đại ca, vừa lúc gặp cô ta ở cửa. Tống đào đào bước đến trước mặt Hỏa Yến, ánh mắt phức tạp, từ trên xuống dưới đánh giá Hỏa Yến, rồi u oán nói. Ngươi thật sự là nữ tử. Hỏa Yến. Hỏa Yến từ đầu tới cuối cũng không phát hiện tâm tư của tiểu cô nương, thật sự là không thể nào. Dù sao, đứa trẻ này đơn thuần chân thành, ý nghĩ gì đều viết lên mặt, không giấu giếm sự ngưỡng mộ và tình cảm, đồ đần cũng có thể nhìn ra. Nhưng khi ở Lương Châu Vệ, Hỏa Yến không thể nói ra thân phận, cũng không thể nhắc nhở đứa nhỏ này rằng nàng là nữ tử, không thể cưới tống đào đào làm thê. Bây giờ, khi bị tìm đến tận cửa, Hỏa Yến không hiểu sao cảm thấy có chút chột giả. Dạ giống như mình đã lừa gạt tình cảm thuần khiết của thiếu nữ tuổi thanh xuân như một gã đàn ông xấu xa. Ta. Nàng cẩn thận cân nhắc từng từ, chưa nghĩ ra làm sao nói để không làm tổn thương tâm hồn yếu ớt của Tống Đào Đào. Tống Đào Đào trong lòng cũng rất vì khuất, biết việc Hòa Yến là nữ tử đã lâu, nhưng không thể thuyết phục bản thân tin tưởng nếu chưa tự mình thấy. Hôm nay khó khăn lắm mới thuyết phục được phụ mẫu, mang theo gia đình ra ngoài, không ngờ vừa đến đã gặp trình lý tố suối quẩy giờ phút này nhìn thấy nữ tử trước mặt duyên dáng yêu kiều khí khái hào hùng tống đào đào cuối cùng không thể không chấp nhận hiện thực hỏa yến thật là nữ tử thậm chí còn là nữ tử xinh đẹp một nữ tử như vậy sao lúc đó nàng lại cảm thấy là nam tử còn một lòng muốn hủy hôn ước với trình lý tố để cưới nàng tất cả tại ngươi tống đào đào tức giận trong lòng bực bội liền chốt hết lên hỏa yến ngươi đang yên đang lành chạy đến Lương Châu về gạt người làm gì? Xin lỗi, xin lỗi. Hòa Yến cẩn thận xin lỗi. Ta cũng không cố ý. Ngươi không phải là cố ý. Tống Đào Đào càng nghĩ càng tức giận, càng ủy khuất, nhìn chăm chăm Hòa Yến hùng hồ. Ngươi chỉ muốn thể hiện tư thế oai hùng của mình, để mọi người đều hạ thấp, người khác đều nhìn ngươi, ngươi độc tài ánh sáng. Hòa Yến khó mà trả lời. Ta, đều là lỗi của ngươi. Đủ rồi. Một giọng khác chen vào, Hỏa Yến nhìn lại, thấy Hỏa Vân Sinh đeo túi phải đi tới, đứng chắn trước Hỏa Yến, gương mặt lạnh lùng hướng về phía tống đào đào. Ngươi là ai? Ai cho phép ngươi trong nhà ta làm càn với tỷ tỷ của ta? Hỏa Yến bó tay toàn tập, lúc này trong nhà ngoài nàng và Thanh Mai, còn có ba đứa trẻ ồn ào, tình huống thực sự rất khó xử. Vân Sinh, đây là Tống Nhị Tiểu Thư, còn đây là Trình Tiểu Công Tử, bạn bè ta quen biết ở Lương Châu Vệ nàng lại nói với Tống Đào Đào và Trình Lý Tố. Đây là đệ đệ ta, Hòa Vân Sinh, bằng hiếu. Hòa Vân Sinh nhìn lướt qua Tống Đào Đào, không vui nói. Bằng hiếu mà lại hùng hổ dọa người như vậy sao, Hòa Yến, ta đã nói với ngươi rồi, đừng kết bạn lung tung. Tống Đào Đào sừng sốt một chút, sự xuất hiện của Hòa Vân Sinh quá đột ngột, nàng nhất thời không phản ứng kịp. Giờ nghe Hòa Yến nói vậy, nàng mới tập trung chú ý vào Hòa Vân Sinh. Thực tế, hòa vân sinh và hỏa yến giống nhau đến mấy phần chỉ là không ấm áp như hỏa yến gặp người luôn mang theo ý cười hắn vóc dáng cao hơn hỏa yến một đầu thanh tú lạnh lùng thiếu niên này vẫn rất đáng chú ý một người có lông mày tương tự hỏa yến tính tình lại hoàn toàn khác biệt nam nhân cảm giác này rất kỳ diệu tống đào đào ngơ ngác nhìn hắn quên cả cãi lại hỏa yến hung hăng nắm chặt cánh tay hòa vân sinh ghé vào tai hắn nói nhỏ đó là cô nương ngươi có thể không giữ rằn như vậy không ta không quan tâm hắn là cô nương hay nam nhân hòa vân sinh nhướng mày dám nói với ngươi như vậy coi ta chết sao giày thối càng ngày càng phản nghịch hòa yến thầm nghĩ nàng nhìn tống đào đào thấy cô bé bị la như vậy chắc sẽ khóc còn chưa nghĩ ra cách an ủi trình lý tố đã lần nữa vui mừng sông tới nắm lấy tay hòa vân sinh ngươi là đệ của đại ca ta vậy cũng là huynh đệ của ta chứ ta tên là trình lý tố Hòa Huynh, người mới tan học sao? Hòa Vân Sinh chưa từng gặp người nhiệt tình như vậy, lúc này lùi lại một bước, tránh tay Trình Lý Tố, câu mày nói. Ai là đại ca của ngươi? Chính là tỷ tỷ của ngươi. Trình Lý Tố trả lời đương nhiên, nói xong cũng thấy không đúng, vội vàng sửa lại. Bây giờ không nên gọi đại ca, gọi tỷ tỷ. Không đúng, đại ca của ta là vị hôn thê của cứu cứu ta, vậy ta phải gọi cứu mẫu. Hắn ngẩng đầu hướng về phía Hòa Yến, rõ ràng kêu một tiếng. Cứu mẫu. Hòa Yến. Làm sao không hiểu thấu, nàng lại có thêm một cháu ngoại lớn như vậy. Chưa dừng lại, Trình Lý Tố nhìn về phía Hòa Vân Sinh. Ngươi là huynh đệ của cứu mẫu ta, vậy ta phải gọi. Thúc thúc, Hòa thúc thúc. Hai chị em hòa ra đều bị trình lý tố tự nhiên làm thân thích mà chấn kinh. Tống đào đào cũng không chịu nổi, trách mắng. Ngươi gọi lung tung gì vậy? cẩn thận tiêu đô đốc nghe được sẽ tìm ngươi tính sổ ta không gọi bậy dù sao sớm muộn cũng là cữu mẫu trình lý tố không thấy gì sai vui vẻ nói ngày sau ta lại có thêm hai thân nhân cữu mẫu thúc thúc ta còn chưa ăn cơm muốn cùng ăn tối không hòa vân sinh không thể nhịn được nữa hướng hòa yến nói Ngươi kết giao toàn là ai vậy quay người phầy tay áo bỏ đi hòa yến ngược lại cũng không thể trách nàng thật sự là trình lý tố tiểu tử này, cho tới bây giờ cũng không theo lẽ thường. Nàng mỉm cười nhìn tống đào đào. Đào đào ăn cơm chưa? Cần cùng ăn với ta không? Vốn tưởng tiểu thư hôm nay đến để hương sư vấn tội, lần này gặp mặt không vui, tiểu thư tống nhị ở nơi thô lộ này dùng cơm cũng không quen. Nhưng tống đào đào dừng một chút, điềm nhiên gật đầu. Được. Hỏa Yến thực sự sợ hãi. Hôm nay là chuyện gì xảy ra, một cái hai cái đều không theo lẽ thường nhưng nếu mọi người đã ở lại, một bữa cơm vẫn phải có. Chỉ là cơm canh hòa ra thanh đảm, sợ không hợp khẩu vị các thiếu gia tiểu thư, Hòa Yến liền bảo Thanh Mai cầm bạc ra ngoài mua vài món về. Khi Hòa Tuy trở về, thấy một phòng đầy người cũng rất kinh ngạc, đợi nghe nói là bạn bè của Hòa Yến từ Lương Châu Vệ, liền tức thì tươi cười đón tiếp, chỉ coi là quen biết tiểu bối. Mọi người ngồi ăn trên một bàn, trừ tống đào đào im lặng, Hòa Vân xinh mặt thối, nhưng nhìn chung khá hòa hợp. Hòa tuy luôn muốn biết rõ hỏa yến sống ở lương châu vệ như thế nào chỉ là bình thường không tiện hỏi tiêu giác giờ có sẵn nhân tuyển đương nhiên không bỏ qua cơ hội tốt trình lý tố rất lắm lời chỉ cần hòa tuy yêu cầu biết gì nói nấy hỏa yến hoài nghi hắn ngay cả việc nàng mỗi bữa ăn mấy cái bánh nướng ở lương châu vệ cũng nhớ rõ dù sao cũng nhờ đám trẻ này việc nghe ngóng chuyện trong phủ việt quân ban ngày làm tâm trạng một ngạt cũng được thư giãn không ít sau khi ăn xong Hòa Yến tiễn họ ra cửa, Tống Đào Đào và Trình Lý Tố cũng mang theo xe ngựa và gia đình của riêng mình. Trong thời gian ngắn ngủi của một bữa cơm, Trình Lý Tố và Hòa Tuy đã trở thành bạn vong niên, còn hẹn bữa tiếp theo. Hòa Yến khó khăn lắm mới đuổi được họ đi, lúc này mới ra cửa. Ngoài cửa, bên cạnh xe ngựa của Tống Đào Đào, Nha Hoàn cẩn thận hỏi: Tiểu thư, hôm nay ngài đã gặp Hòa Cô Nương, sau này ngài không tranh cãi muốn hủy hôn với Trình Tiểu công tử nữa chứ? người trong lòng là nữ tử, tự nhiên không thể, vậy sau này, Tống Đào Đào còn lý do gì để hủy hôn? Tống Đào Đào hoàn toàn thất vọng. Ta rất ngưỡng một tiêu đô đốc, có thể kết thân với hắn là phúc phận của ta. Nhưng, ta không bao giờ nghĩ tới việc làm cháu ngoại tức phụ của hắn. Nhà hoàn ngẩn người, không hiểu rõ Tống Đào Đào nói gì. Tống Đào Đào cúi đầu, nhớ tới khuôn mặt thanh y thiếu niên kia, lặng lẽ mấp máy môi. Trước đây nàng nghĩ làm đại tàu của tiêu giác, nhưng tiêu cảnh đã thành thân, bây giờ nghĩ lại, làm đệ muội của tiêu giác cũng không tệ. chương 222, Ly Gián Trong hứa phủ, vào ban đêm, có người từ giường bước xuống, thắp lên ngọn đèn. Bên cạnh giường trống không, tối nay hứa chi hằng lại ở trong thư phòng. Hòa tâm ảnh bước đến bàn, cầm một chiếc áo ngoài khoác lên, nhìn ngọn đèn lắc lư ánh sáng, thần sắc phức tạp. Không biết từ khi nào, giữa nàng và hứa chi hằng dường như có một bức tường vô hình ngăn cách. Chính xác là từ sau buổi yến tiệc trong cung lần trước, hứa chi hằng trở nên kỳ lạ. Sau đó, nàng tại Ngọc Hoa tự gặp được người có cùng tên Hỏa Yến với trường tỷ của mình, trở về phủ không lâu thì Hòa như phi đến thăm. Nói là thăm viếng, nhưng thật ra là thăm dò. Có một số việc, khi đã có manh mối nghi ngờ, thì không thể xóa bỏ được. Hòa tâm ảnh cảm nhận được, từ trên xuống dưới nhà họ hứa giấu một bí mật lớn, có lẽ liên quan đến cái chết của trường tỷ mình, hoặc có liên quan đến hòa gia. Nàng đứng trước cửa sổ, sau kinh vào đông rất lạnh, đêm khuya thế này, hạ nhân đều đã về phòng ngủ. Hòa tâm ảnh nhìn những cành cây trụi ngoài cửa sổ, suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng khoác thêm áo choàng, cầm đèn ra khỏi phòng. Nàng bước rất nhẹ, đi rất cẩn thận, không làm kinh động người khác. Người gác đêm ở hứa ra canh giữ bên ngoài chính viện, sẽ không tiến vào. Ánh sáng đèn rất mờ, chỉ đủ chiếu rõ con đường dưới chân, hòa tâm ảnh lần mò đến một viện tử bỏ hoang. Viện này chính là nơi mà trường tỷ Hòa Yến của nàng đã từng sống, mặc dù Hòa Yến đã chết, hứa chi hằng vẫn giữ nguyên trạng viện tử này. Trước đây hòa tâm ảnh từng thấy hứa chi hằng điên cuồng lục lọi ngăn kéo tại đây, nhưng không biết anh ta tìm gì trước khi bị phát hiện. Lần này, xung quanh không có ai, nàng quyết định xem thử. Viện này dù không có ai ở, nhưng tuyết trước viện lại được quét sạch sẽ nàng đến trước phòng của Hòa yến, phòng không khóa, chỉ cần đẩy nhẹ cửa là mở. Hòa tâm ảnh bước vào phòng, trong phòng tỏa ra mùi mốc cũ kỹ, lạnh lẽo và ẩm ướt. Hòa tâm ảnh hơi ngạc nhiên, chẳng phải nói hứa chi hằng thường xuyên hoài niệm trường tỷ sao. Nếu thật sự hoài niệm, tại sao phòng này không được dọn dẹp, bụi đất phủ đầy như lâu rồi không ai bước vào. Hòa tâm ảnh cầm đèn soi xung quanh, đây là một phòng khuê của nữ tử, phía trước có giá đỡ, chỉ bày biện một vài vật trang trí không đắt tiền, giữa phòng có một bàn nhỏ phủ đầy bụi, chén trà và ấm trà thậm chí còn có mạng nhện. Bên trong là một giường gỗ lớn, có vẻ sạch sẽ hơn chút, với một lớp chăn mỏng. Căn phòng này trông thật quạnh quẽ, trống trải, không ấm áp và tinh xảo như phòng khuê của nữ nhi bình thường, vừa bước vào đã cảm thấy lạnh lẽo. Dù trước đây tại Hòa gia, Hòa Yến trở về ở không lâu rồi xuất giá, nhưng trước khi xuất giá, phòng khuê của nàng vẫn được bố trí tỉ mỉ nếu nơi này chính là phòng mà hòa Yến đã sống tại hứa ra và được giữ nguyên trạng, Hòa Tâm Ảnh nghĩ, chắc chắn trường tỷ của mình khi còn sống tại Hòa ra cũng không hạnh phúc như lời đồn đại. Nếu nói vì mù mắt mà không bày biện nhiều đồ vật trong phòng để tránh chủ tử vấp ngã, thì cách bài trí và đồ đạc ở đây đều quá tàn tiện. Không có thứ gì để giải trí, một người mù ở một mình trong căn phòng lớn thế này, nếu là bản thân nàng, chắc đã bị phát điên từ lâu. Hòa tâm ảnh bước đến bàn, Trước đây nàng từng thấy Hứa Chi Hằng kiểm tra toàn bộ ở đây không biết tìm gì. Nàng mở ngăn kéo gỗ, quả nhiên bên trong trống rỗng, nghĩ cũng phải, nếu có thứ gì quan trọng, chắc Hứa Chi Hằng đã mang đi rồi. Nàng không nhận ra rằng mình đã đặt Hứa Chi Hằng vào vị trí đối lập trong lòng. Với vị phu quân ôn nhu săn sóc này, nàng không còn tin tưởng và dựa dẫm như trước, thay vào đó là phòng bị và hoài nghi. Những cử chỉ vuốt ve an ủi thường ngày, giờ đây trong mắt Hòa Tâm Ảnh đều là giả dối hòa tâm ảnh đi một vòng quanh phòng kiểm tra tất cả ngăn kéo gỗ và giá đỡ không thu được gì không thấy gì hữu ích ở trong phòng quá lâu bên ngoài lạnh quá gió lùa vào đầu gối nàng xoa chân run rẩy nhìn chiếc giường hẹp có vẻ sạch sẽ hơn rồi ngồi xuống cạnh giường trong phòng chỉ có ngọn đèn trong tay nàng tỏa ra chút ánh sáng ngồi đây khiến nàng cảm thấy có chút rùng rợn khi yên tĩnh lại hòa tâm ảnh cũng hối hận nghĩ không biết đến đây làm gì. Nơi này không có ai, nghe nói linh hồn người chết thường bồi hồi ở nơi từng sống, nếu là trường tỷ ở đây. Dù có quan hệ huyết thống, nhưng thật ra các nàng cũng không thân thiết, hơn nữa, nếu gặp ma vào ban đêm, thật sự có thể hù chết người. Hòa tâm ảnh không tìm được nắm chặt cột giường, thói quen từ khi còn nhỏ. Khi nhỏ nhát gan, nàng luôn ngủ cùng mẫu thân, lớn lên một chút không thể ngủ cùng mẫu thân nữa, có viện tử riêng, ở một mình nàng vẫn rất sợ. Ban đêm, nàng thường ôm chặt cột giường, cầu nguyện Bồ Tát phù hộ. Hôm nay cũng vậy. Tuy nhiên, khi rời tay khỏi cột giường, nàng đột nhiên cảm thấy có điều gì đó không ổn, hòa tâm ảnh giật mình, đưa tay vuốt lại chỗ vừa chạm. Nàng leo lên đầu giường, giờ đèn soi, phát hiện một miếng gỗ ở cột giường dựa vào tường hơi nhô lên. Cô gái cẩn thận, đưa tay nhẹ nhàng chạm, miếng gỗ rơi xuống, lộ ra một quyển giấy màu vàng dường như có chữ viết tim nàng đập nhanh biết chắc thứ này quan trọng có lẽ đây là thứ hứa chi hằng đã tìm kiếm trước đó nơi đây không biết lúc nào sẽ có người đến hòa tâm ảnh cố gắng moi sách từ trong cột giường nhanh chóng giấu vào ngực rồi cẩn thận lắp lại miếng gỗ sau đó cầm đèn rời đi xung quanh yên tĩnh lạ thường hòa tâm ảnh lén lút về phòng mình mới dám lấy quyển sách từ trong ngực ra dưới ánh đèn mờ nàng xem xét quả nhiên là một quyển sách, lật vài trang, nàng sướng sờ, đây là một binh thư. Trên sách ghi lại đủ loại binh pháp, còn có ghi chú bằng tay của người đọc. Nhìn nét chữ này, không phải của hứa chi hằng, từ trên xuống dưới nhà họ hứa cũng không ai học võ, dấu kỹ thế này, lại ở trong phòng hòa yến, có vẻ quyển binh thư này do trường tỷ đã khuất của mình để lại. Nhưng mà, hỏa yến tại sao lại đọc binh thư? Nếu là đường huynh hòa như phi thì còn tạm hiểu, nhưng hòa như phi binh thư chưa từng xuất hiện tại hứa ra lại giấu kỹ thế này hòa tâm ảnh cầm quyền binh thư nghĩ mãi không ra chuyện gì đang xảy ra lúc này bên ngoài đột nhiên có tiếng người nàng giật mình vội thổi tắt đèn giấu quyển sách dưới hộp bàn nhanh chóng lên giường nằm vừa nằm xuống bên ngoài đã có nha hoàn gõ cửa đài nái nái đài nái nái có chuyện gì hòa tâm ảnh trả lời giả vờ buồn ngủ bên ngoài im lặng một lúc có người nói. Viện tử có trộm, đại gia gọi chúng tôi đến hỏi đại nãi nãi. Trộm. Hòa tâm ảnh có chút lo lắng, nhưng vẫn phải làm bộ ngạc nhiên, khoác áo ngoài, mở cửa cho nha hoàn, hỏi nghi ngờ. Trong phủ làm sao có trộm? Không biết. Nhà hoàn thấy hòa tâm ảnh quả thật đang ở trong phòng, thở phào nhẹ nhõm, nói. Đại gia đang thẩm vấn tên trộm kia, ta đi xem một chút. Hòa tâm ảnh nói, nàng đóng cửa kỹ, cùng nha hoàn đi về chính sảnh trong chính sảnh, hứa chi hằng ngồi trên ghế, xung quanh đứng đầy người hầu, dưới đất quỳ một người hầu, liên tục dập đầu hướng về hứa chi hằng. Đại gia tha mạng, đại gia tha mạng, tiểu thật không cầm gì cả, không cầm gì cả. Hứa chi hằng mặt mày u ám, nhìn chằm chằm nói. Bớt nói nhảm, giao đồ trộm từ cột giường của đại nãi nãi ra, nếu không, hôm nay ngươi chết ở đây. Khi nói những lời này, ánh mắt hắn hung ác, khác hẳn vẻ ôn nhu thường ngày, hòa tâm ảnh kinh hãi, càng thêm lo lắng khi nghe hai chữ. Cột giường. Nàng cố gượng cười, bước đến bên hứa chi hằng. Phu quân, chuyện gì xảy ra vậy? Thấy hòa tâm ảnh, hứa chi hằng thần sắc dịu lại, chỉ vào người dưới đất nói. Kẻ này đêm khuya lẻn vào viện tử của A Hòa khi còn sống, trộm vật cút từ cột giường, thật đáng giận. Phúc vượng, người hầu dưới đất vội vàng giải thích. Đại gia, thật không phải tiểu, khi tiểu tìm đến cột giường đó, bên trong đã trống không, tiểu thật sự không lấy đồ gì. Phúc Vượng trong lòng không ngừng kêu khổ, hôm nay hắn chỉ lợi dụng lúc ban đêm không người, thời cơ tốt, mới lên lén lẻn vào phòng của đại nãi nãi trước đây, thay vị thần bí kia tìm kiếm vật cũ. Kết quả trong phòng tìm một vòng, phát hiện gần cột giường, tưởng bên trong sẽ có bí mật gì, nhưng khi mở ra lại trống rỗng. Chưa kịp tiếp núi, không biết từ lúc nào đã bị người ngoài phát hiện và bị bắt đưa đến trước mặt hứa chi hằng. Đại gia, thật không phải tiểu làm, không tin thì. Ngài lục soát trên người tiểu, lục soát chỗ tiểu ở. Tiểu oan uổng. Hòa Tâm Ảnh nhìn gã sai vật không ngừng dập đầu cầu xin, không khỏi hãi hùng khiếp vía, gã sai vật này dường như là người chịu tội thay cho nàng. Tuy nhiên, nếu chỉ là tài vật bình thường, với tính cách của Hứa Chi Hằng, cũng không cần trách móc nặng nề như vậy, cùng lắm thì đánh một trận rồi đuổi ra phủ, sao lần này lại như muốn không chết không thôi chẳng lẽ hứa chi hằng biết rõ thư trong cột giường là gì? Nhưng chỉ là một quyền binh thư trông rất bình thường mà thôi. Hòa tâm ảnh không hiểu rõ lắm. Ta thấy người miệng đầy dối trá, không một câu nói thật, đã vậy, giữ người lại đây cũng không hỏi được gì, đem người giao cho quan phủ xử lý. Hứa chi hằng lạnh nhạt nói. Lời này vừa nói ra, phúc vượng biến sắc, từ xưa đến nay, bị chủ tử giao cho quan phủ, hơn phân nửa là chết, lại chết trong tra tấn, hắn chỉ tham chút tiền nhưng không nghĩ mất mạng, Huống hồ còn oan uổng, hắn không lấy gì, đương nhiên là trước tiên giữ mạng. phúc vượng năn nỉ cầu đại gia đừng giao tiểu cho quan phủ, thật ra tiểu chỉ là nhận ủy thác của người mới đến trộm đồ, tiểu sẽ nói hết những gì biết cho đại gia, đại gia có thể tha cho tiểu một mạng. nhận ủy thác của người. hứa chi hằng nhìn về phía hắn. đúng đúng. phúc vượng đập đầu liên tục. dù có cho tiểu một trăm lá gan tiểu cũng không dám trộm đồ trong quý phủ. Hứa chi hằng nhìn chằm chằm phúc vượng, như muốn phân biệt hắn nói thật hay giả, sau một lúc lâu, hắn nói với người xung quanh. Các người ra ngoài hết, ta có chuyện muốn hỏi tên trộm này. Hòa tâm ảnh nhìn thoáng qua người hầu dưới đất. Phu quân, ta, ngươi cũng ra ngoài. Hứa chi hằng kiên quyết. Hòa tâm ảnh không nói gì, lui ra ngoài, đợi cửa đóng lại, nàng mới nhìn về phía phòng, không biết từ khi nào, lòng bàn tay đã đẫm mồ hôi. Quyển binh thư kia, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Trong phòng, hứa chi hằng hỏi. Nói đi, ai bảo ngươi đến hứa ra trộm đồ? Là, là hòa tướng quân, ngươi dám gạt ta. Hứa chi hằng giận dữ. Phúc vượng sợ hãi quỳ xuống ngay. Tiểu không dám lừa đại gia. Người giao nhiệm vụ cho tiểu nói, chủ tử của họ chính là hòa tướng quân. Hứa chi hằng nắm chặt tay thành quyền, đè nén tâm trạng hỏi. Hòa Như Phi vì sao muốn ngươi đến đây trộm đồ? Tiểu cũng không biết. Phúc Vượng lau mù hôi chán. Họ cho Tiểu một số tiền bạc. Tiểu bị ma quỷ ám ảnh trong lúc nhất thời. Nghĩ chỉ là trộm ít đồ, hỏi thăm người, không phải việc gì to tát, liền đồng ý. Hỏi thăm người. Hứa chi hằng hiếp mắt. Họ muốn ngươi làm gì? Phúc Vượng chỉ mong giữ mạng, bất chấp gì khác, nói hết mọi điều biết. Họ bảo Tiểu tìm vật cũ của đại nái nái khi còn sống còn có những người liên quan đến đại nái nái khi còn sống. Khi tiểu vào phủ, đại nái nái đã qua đời, thật sự không tìm thấy ai, chỉ mong trộm ít đồ. Tối nay lẻn vào phòng đại nái nái, vẫn không tìm được đồ vật thì bị phát hiện. Nhưng đại gia, đồ trong cột giường thật sự không phải tiểu lấy đi. Khi tiểu tìm đến cột giường, bên trong đã trống không. Lời này không giả, nhưng tiếc là hứa chi hằng vẫn nửa tin nửa ngờ. Cầu đại gia tha tiểu một mạng, về sau tiểu không dám nữa. Hắn năn nỉ, hứa đại gia trước đây mềm lòng dễ nói chuyện, hôm nay lại chậm chạp không trả lời, phúc vượng đánh bạo ngẩng đầu nhìn, thấy ánh đèn chiếu rọi khuôn mặt nửa sáng nửa tối của nam nhân, một nửa như người bình thường, một nửa giữ tợn ác quỷ, khiến lòng người lạnh giá. Không biết bao lâu, khi phúc vượng cảm thấy khó giữ được mạng, hứa chi hằng lên tiếng. Nếu ngươi nói hòa tướng quân sai ngươi làm việc, ta tha cho ngươi một mạng. Nhưng giọng hắn trầm xuống. Lần sau họ hẹn gặp ngươi, ngươi phải nói không phát hiện gì, không thể nói rằng ta đã phát hiện ngươi. Đây là muốn hắn đi lừa gạt hòa như phi sao. Phúc vượng trong lòng lóe lên ý nghĩ, nhanh chóng cúi đầu, cảm động rơi nước mắt. Đa tả đại gia, tiểu nhất định sẽ làm việc tốt cho đại gia. Hứa chi hằng nhìn gã sai vật quỳ dưới chân dập đầu, không nói gì. Hòa như phi phái người điều tra vật cũ của Hòa Yến khi còn sống, đây là vì sao? là muốn tìm bằng chứng để uy hiếp mình. Trước đó vài ngày, Hiền Sương quán bị một trận đại hỏa, thiêu hủy bản chép tay. Hòa như phi. Không lâu, tin tức truyền đến hứa ra, hứa chi hằng đoán việc này là do hòa như phi gây nên. Nhìn cách hòa như phi đối xử với đường muội cùng tên, cũng không bình tĩnh như vẻ bề ngoài. Hòa ra có quá nhiều nhược điểm, hòa nhị phu nhân, bản thân hòa như phi, hòa nguyên thịnh và hòa nguyên lượng. So sánh, Hứa gia nắm được ít bằng chứng hơn, ngay cả cái chết của Hòa Yến, nếu sự việc bại lộ, Hứa Chi Hằng hoàn toàn có thể thoát khỏi. Có lẽ chính điều này khiến Hòa Như Phi bất an, nên mới trăm phương ngàn kế tìm nhược điểm của Hòa Yến tại Hứa gia. Chỉ cần chứng minh mình biết rõ việc Hòa Yến và Hòa Như Phi đổi thân phận, một ngày nào đó khi chân tướng lộ ra, Hứa gia cũng không thoát được. Hòa Như Phi sợ, nên lúc này càng muốn kéo Hứa gia xuống nước. Hứa Chi Hằng sắc mặt nặng nề, dù từ đầu hắn biết việc này, cũng hiểu hòa gia và hứa gia đã sớm cùng trên một con thuyền. Nhưng khi chuyện này xảy ra ngay trước mắt, vẫn khiến hắn không vui. Lúc trước, khi yên ổn, tự nhiên hy vọng cùng nhau tốt đẹp, phồn vinh. Chỉ khi có chuyện xảy ra, cách làm của Hòa Như Phi thật không đủ đạo nghĩa. Hòa Như Phi đã qua đáng như vậy, hắn cũng không cần giữ thể diện. Giống như Phúc Vượng lèn vào phòng Hòa Yến tìm kiếm mà không thấy gì, khi thật sự có chuyện, chỉ cần không có chứng cứ hứa chi hằng vẫn có thể giữ mình an toàn ban đêm hòa yến lăn qua lăn lại trên giường không ngủ được nàng biết rõ hòa như phi không phải phi hồng tướng quân có trăm ngàn chỗ ở nhưng mọi người vẫn cần chứng cứ chỉ dựa vào lời nàng nói cũng không thể làm rõ chân tướng hơn nữa chân tướng này thật khó tin trong phủ việt quân tạm thời không có nhân chứng sống một mình tần ma ma không đủ muốn tóm nhược điểm của Hòa Như Phi, chỉ có thể từ trận chiến Hoa Nguyên. Trong trận chiến Hoa Nguyên, Hòa Như Phi và nhóm ô thác chắc chắn có mối quan hệ không thể tiết lộ. Hòa Như Phi làm việc cẩn thận, muốn tìm chứng cứ hắn thông đồng với địch phản quốc, có lẽ chỉ có thể đến Hòa Phủ. Hòa Phủ Hòa Yến ngồi dậy từ trên giường, dựa vào đầu giường, nhìn về phía chướng màn, suy nghĩ dần xa xăm. Thực tế, nàng không sợ bước vào hòa gia lần nữa, tại. Hòa ra. Đó, nàng đã chịu đủ lợi dụng và lạnh nhạt, về phủ cũng sẽ không còn tình cảm gì nữa. Nhưng khi nghĩ đến việc gặp lại hòa nhị phu nhân, nàng không biết phải đối mặt thế nào. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio, chương 223, đêm tối thăm dò hòa phủ. Mấy ngày liên tiếp, thành sóc kinh tuyết rơi dày đặc, đường phố trở nên lạnh lẽo và vắng vẻ hơn nhiều. Bên trong hứa phủ, hòa tâm ảnh đứng trước cửa thư phòng, gõ một cái, bên trong có người nói. Vào đi. Hòa tâm ảnh bước vào. Phòng bếp đã nấu một ít canh đậu đỏ ngọt, ngoài trời quá lạnh. Hòa tâm ảnh cười, tay cầm chén nhỏ từ giỏ sách ra, đặt trước bàn hứa chi hằng. Phu quân uống một chút cho ấm người, đừng để bị lạnh. Ánh mắt hứa chi hằng dừng lại trên chiếc chén sứ trắng nhỏ, bên trong là canh đậu đỏ ngọt tỏa ra mùi thơm nồng. Màu nước canh nâu làm hắn bất chợt nhớ đến chén thuốc bổ mà người hòa ra từng đưa đến. Cũng màu sắc này, cũng mùi thơm ngọt như thế chén canh thuốc đó hiệu quả rất tốt Hỏa yến uống xong sau 3 ngày nhiệt độ cao liền không còn thấy nữa hứa chi hằng vô thức ngẩng đầu thấy hòa tâm ảnh đang dịu dàng nhìn mình giữa lông mày có vài phần giống hòa yến khiến lòng hứa chi hằng bỗng nhiên đập mạnh vô thức đứng dậy tay áo không cần thận chạm vào chén canh trên bàn làm canh đổ đầy đất và với bẩn quần áo hắn phu quân không sao chứ hòa tâm ảnh giật mình vội lấy khăn tay lau nước canh trên người hứa chi hằng đồng thời gọi nha hoàn đến dọn dẹp. Không có gì. Thấy canh ngọt bị đổ, hứa chi hằng lại thở phào nhẹ nhõm, nhận khăn và lau vết nước trên người. Chén này bị đổ, để ta gọi người mang chén khác tới. Hòa tâm ảnh vội nói. Không cần. Hứa chi hằng nắm tay nàng, cười và kéo nàng ngồi xuống bên cạnh. Ta vốn không đói bụng. Tay nàng mềm mại và ấm áp, khiến hắn cảm thấy bất đi phần nào sự bất an trong những ngày qua hòa tâm ảnh theo lời ngồi xuống bên cạnh hắn, nghĩ ngợi rồi nói với hứa chi hằng. Em nghe Liễu Nhi nói, mẹ em dạo này sức khỏe không tốt, nằm liệt giường mãi. Em muốn về thăm mẹ một chút, phu quân có rảnh không? Hay là đi cùng em về hòa ra? Cuốn binh thư ấy vẫn đặt trong phòng nàng, hòa tâm ảnh luôn cảm thấy không yên tâm. Nếu một ngày nào đó hứa chi hằng nổi hứng muốn kiểm tra toàn bộ phủ đệ, rất dễ bị phát hiện. Hơn nữa, cuốn binh thư này đến giờ nàng cũng không hiểu rõ, chỉ bằng trở về hòa gia, hỏi hòa nhị phu nhân, mẹ nàng biết về chị nhiều hơn so với nàng. Em muốn về hòa gia. Hứa chi hằng dừng lại một chút, hỏi hòa tâm ảnh. Hắn nhìn hòa tâm ảnh với ánh mắt giò xét, hòa tâm ảnh trong lòng giật mình, tay nắm lấy cánh tay hắn. Em chỉ về thăm một chút, ngày hôm sau sẽ trở lại. Phu quân có thể đi cùng em không? Mẹ em cũng đã lâu không gặp chàng. Từ nhỏ hòa tâm ảnh chưa từng chịu khổ, khi về nhà, Hứa Chi Hằng biết nàng ở Hòa gia có chút kiêu căng, nhưng vào Hứa phủ thì lại rất nhu thuận. Tính cách này khác hẳn với Hòa Yến, mặc dù Hòa Yến chưa bao giờ gây chuyện, luôn an phận thủ thường, nhưng để nàng như Hòa Tâm Ảnh nũng nịu thì tuyệt đối không thể. Hứa Chi Hằng nói: "Dạo này ta rất bận, e là không có thời gian đi cùng em về phủ. Thế này, ta sẽ gọi người đưa em về trước, chờ khi rảnh rỗi, ta sẽ cùng em về." Hòa Tâm Ảnh kịp thời lộ ra biểu cảm ủy khuất, nói: được rồi. Hứa chi hằng cười nắm tay nàng, suy nghĩ sớm đã bay đến nơi khác. Hắn không thể nào đi hòa ra lúc này, chưa nói đến hòa nguyên thịnh và em trai, ai biết hòa như phi hiện tại có ý định gì. Trong phủ mình đã cài nhãn tuyến để bắt được cái chui. Còn hòa tâm ảnh, hứa chi hằng nghĩ, dù hòa tâm ảnh là vợ mình nhưng vẫn mang họ hòa, ai biết hòa như phi có thông qua nàng hay không, như vậy cũng tốt, hòa như phi chắc chắn sẽ cài nằm vùng trong phủ mình, sao hắn không thể tương kế tự kế lần này trước tiên để hòa tâm ảnh về nhà thăm dò kỹ càng đến nửa đêm trời lại bắt đầu đổ tuyết trời đông lạnh giá hòa yến lần mò xuống giường phòng tối om ngay cả ngọn đèn cũng chưa thắp nhưng may nàng đã quen với bóng tối dù không đốt đèn cũng không bị vấp sau khi mặc quần áo xong nàng lấy từ trong ngăn kéo ra một cây đoàn kiếm rồi ra khỏi cửa tuyết rơi rất dày để tiện hành động nàng mặc rất mỏng y phục giả hành bên trong chỉ là một lớp áo bông mỏng manh vừa ra khỏi cửa nước mũi thực sự muốn đông lạnh hương hương trong chuồng ngựa đang đốt than phát ra ánh lửa yếu ớt cả viện tử trong ngoài đều yên ắng hòa tuy phụ tử và thanh mai đều đang say ngủ xích ô trong phòng cũng không có động tĩnh hỏa yến lặng lẽ đẩy cửa ra đi ra ngoài xung quanh đều là tuyết con phố dài bị lớp trắng bạc bao trùm hai bên đường dưới mái hiên treo đèn lồng đỏ rực rỡ và náo nhiệt chỉ còn hai tháng nữa là hết năm bầu không khí tết đã hiện rõ dù vẫn còn chút lạnh. Hỏa Yến thở ra một hơi, trước mặt tức khắc hiện ra một làn xương trắng. Kỳ lạ là, lương châu vệ vào đông lạnh hơn sóc kinh nhiều, nhưng khi đó ngày nào cũng huấn luyện, mồ hôi đầm đìa, ngược lại quên đi cái lạnh. Bây giờ ở đây, lại thực sự cảm thấy lạnh buốt. Nàng mới đi vài bước, con đường này đã gần đến cuối, liền gặp một chiếc xe ngựa đậu ở đó. Hỏa Yến ngạc nhiên, giữa đêm khuya không có ai trên đường, đột ngột xuất hiện một chiếc xe ngựa như thế, quả thực giống như gặp ma. Hỏa Yến hé mắt, tập trung nhìn vào, thấy trước mặt xe ngựa có một phu xe ngồi, khi thấy nàng liền tháo mũ xuống. Phi, Phi Nô. No. Hỏa Yến kinh ngạc mở miệng. Sao người lại ở đây? Phi Nô không nói gì, nhưng rèm xe bị ai đó vén lên, từ trên xe bước xuống một người, mặc áo gấm vàng, dáng người phong lưu, trông như một bức họa trong đêm tuyết, chính là tiêu giác. Hắn tiến tới, giày dẫm lên tuyết phát ra tiếng sột soạt, hỏa yến đợi hắn đến gần rồi hỏi ngươi đêm khuya không ngủ ở đây làm gì tiêu giác nhún mày thản nhiên nói vậy còn ngươi nửa đêm đi ra ngoài làm gì ta hỏa yến nghẹn lời ta không ngủ được ra ngoài giải sầu một chút tiêu giác cười khẩy dù bận vẫn nhìn chăm chăm nàng đại tiểu thư nhà ngươi đi giải sầu mặc y phục giả hành hỏa yến gãi đầu biết rõ người này cực kỳ thông minh lừa gạt cũng không dễ nhíu mày nói ta ra ngoài làm ít việc. nàng nhìn tiêu giác, chợt hiểu ra và quay đầu nhìn lướt qua. ngươi suốt ngày theo dõi ta, nửa đêm cũng không tha. tiêu giác, dù ta là vị hôn thê của ngươi, ngươi cũng không cần theo dõi gắt gao vậy chứ? ngươi đang nghĩ gì? hắn dường như không nói gì. sáng nay ngươi ra ngoài, tại lò rèn ở thành tây mua một cây đoản kiếm, nói đi. hắn lười nói. muộn thế này ra ngoài, giết người hay phóng hỏa? lúc ta mua đoản kiếm chẳng phải đã cắt đuôi xích ô sao? Hỏa Yến cũng khó hiểu. Sao ngươi biết? Khi làm những việc này, nàng luôn cực kỳ cẩn thận, biết rõ bị xích ô phát hiện sẽ dẫn đến nghi ngờ, thế nhưng đã rất khó khăn mới cắt đuôi được hắn. Không phải xích ô. Tiêu giáp nói. Tóm lại ta đã biết. Hắn nhìn lướt qua đoàn kiếm đeo ở hông Hỏa Yến, có chút ghét bỏ. Không phải cho ngươi bạc, ngươi không thể mua thanh kiếm tốt sao? Điều này có liên quan gì đến kiếm? Hỏa Yến nói quan trọng là người sử dụng kiếm và kiếm pháp. Kiếm pháp ta tốt, không cần kiếm tốt để làm gì. Tiêu giác gật đầu, nói. Cần kiệm lo cho gia đình. Lời nói có lý. Hỏa Yến hỏi. Sao ta cảm giác như đang bị mắng? Tuyết bên ngoài rơi không ngừng, nhanh chóng phủ lên tóc nàng, người nàng bị một lớp xương tuyết mỏng bao phủ. Tiêu giác kéo nàng đứng dưới mái hiên bên đường, ngăn hơn phân nửa gió tuyết, chỉ hỏi. Vẫn chưa nói, muộn thế này ngươi mang kiếm ra ngoài làm gì? biết không thể giấu được, hòa yến thở dài nói thật. ta nghĩ rằng hòa như phi chắc chắn có mối quan hệ bí mật với nhóm người ô thác. hòa như phi là người cẩn thận, khó mà bắt được bằng chứng. ta muốn đến hòa gia một chuyến, tìm thêm chứng cứ khác. nếu có thể bắt được chứng cứ liên quan giữa hòa như phi và người ô thác thì không gì tốt hơn. hòa gia tiêu giác nhẹ nhíu mày. ngươi dự định đi một mình. dù sao ta đời trước cũng là người hòa gia. hòa yến xích lại gần hắn, thấp giọng nói trong ngoài hòa gia ta đều quen thuộc ta còn biết lối đi bí mật mà người khác không biết muốn lẻn vào dễ như trở bàn tay đi một mình tuyệt đối không vấn đề gì không được tiêu giác không cần suy nghĩ cắt ngang lời nàng quá nguy hiểm không phải có gì nguy hiểm chứ hòa yến phản bác thị vệ hòa gia ta một mình có thể đánh mười tên lúc này bọn họ đã đi ngủ hòa như phi hiện tại ở phòng chính là phòng ta từng ở trên giá sách có húc tối trong ngăn kéo gỗ có vật giấu, ta đều rõ. Chờ ta tìm xong đồ lập tức đi ngay, không làm hỏng việc. Ban đêm ta đã từng đánh lén mấy vạn trại địch của ô thác, một hòa gia, không có gì đáng sợ. Hòa Như Phi hiện tại đã có nghi ngờ đối với ngươi, tất nhiên trong phủ tăng thêm nhiều thủ vệ, bây giờ đi hòa gia, không phải thời cơ tốt. Để lâu hơn, ta sợ chứng cớ sẽ bị hủy hết. Ánh mắt tiêu giác dừng trên người nàng, một lát sau, nói. Ta sẽ đi cùng ngươi. Cái gì? Hỏa Yến lập tức cự tuyệt. Ngươi đi cùng ta, ngược lại thành gánh nặng. Ta một mình dễ thoát thân, có thêm ngươi, cực kỳ bất tiện. Vậy ngươi không nên đi. Tiêu giác. Hỏa Yến tức giận. Ngươi sao không giảng đạo lý? Ừ. Người này thật khó chịu. Nhưng nếu cãi nhau với hắn ở đây, lát nữa sẽ đánh thức hàng xóm, cũng đừng nghĩ thoát thân. Hỏa Yến rằng có với hắn nửa ngày, cuối cùng thua cuộc, cắn răng nói. Được rồi, chỉ là ta không ngờ, người khác đều nói tiêu nhị thiếu ra tính tình lạnh lùng, xa cách, không ngờ lại bám người như vậy. Cũng vậy, tiêu giác ôm ngực nhìn nàng. Ai bảo hòa đại tiểu thư có thói quen đi giải sầu tại quý phủ người khác vào đêm khuya. Hắn cúi người, từ trên cao nhìn xuống hỏa yến, ngữ khí khiến người nghiến răng. Ta sợ có chuyện gì xảy ra, thề nợ phu thường. Người này cãi nhau với người khác, có lẽ chưa bao giờ thua, hỏa yến cũng bị nói không nên lời, hung hăng nói. Được rồi, ngươi muốn đi cùng thì đi nhưng ta nói trước khi đến hỏa ra ngươi đừng hối hận tiêu giáp nở nụ cười đưa tay về phía hông nàng hỏa yến vội bảo vệ đai lưng làm gì hắn hít một hơi thật sâu ngươi nghĩ ta muốn làm gì đêm khuya cô nam quả nữ có thể làm nhiều việc hỏa yến thì thầm ai biết ngươi muốn làm gì hỏa yến tiêu giáp bình tĩnh nói ta nói đùa hỏa yến nịnh nọt cười kiếm của ngươi là đồ bỏ đổi cái này đi hắn cởi bội kiếm trên người mình, đưa cho Hỏa Yến. Đây không phải ẩm thu sao? Hỏa Yến sừng sốt, tiêu giáp đã nhét kiếm ẩm thu vào tay nàng, nàng biết ẩm thu quý giá, nghĩ trả lại kiếm cho hắn. Đưa ta làm gì? Tiêu giáp nhìn nàng, nhếch mép. Đổi thanh này, để người khác không nói tiêu ra keo kiệt, làm ta mất mặt. Người khác nào? Hỏa Yến vội nói. Phi phi phi, hôm nay chúng ta đến hòa gia, chắc chắn không kinh động ai, làm gì có người nào thấy không đợi hỏa yến nói xong tiêu giáp đã rút đoàn kiếm bên hông nàng thay bằng kiếm mới cầm đi hỏa yến bất đắc dĩ cũng đành phải theo phi nô dừng xe ngựa ở ven đường ba người cùng rời đi hướng về hòa ra hòa phủ nằm ở phía tây thành trạch viện thoạt nhìn không thanh nhã như hứa ra nhưng rất bề thế phi nô ở ngoài trạch viện bảo vệ tiếp ứng hòa yến dẫn tiêu giáp đến chỗ tường vây của hậu viện dừng bước và nói nhỏ đây chính là lối đi bí mật của ta tiêu giác nhìn chằm chằm vào cửa động chỉ đủ cho một người bò lổ mồm qua, bình tĩnh hỏi. Lối đi bí mật của ngươi là chui chuồng chó. Xuyệt. Hỏa Yến đưa ngón tay lên môi. Nói nhỏ chút, chuồng chó này không phải chuồng chó bình thường, ta dám chắc toàn bộ hòa ra không ai biết. Lúc nhỏ ta giả trang nam tử, nhưng không mạnh mẽ, cùng ở với nam hài tử khác, luôn lo lắng bị lộ sơ hở. Người trong nhà sợ ta ra ngoài lộ diện nhiều gây phiền phức, nên nhốt ta trong phủ. Trước khi đến Hiền Sương Quán, mỗi ngày trời chưa sáng ta đã từ chuồng chó này chui ra, leo lên núi Đông Hoàng ở Kinh Thành giúp chùa Miếu gánh nước, trẻ củi. Ban đầu tay ta mài đến cực kỳ đau, nhưng sau khi có chai, cổ tay có thể treo đá để đánh quyền. Các thiếu niên ở Hiền Sương Quán đều rất lợi hại, nhưng nếu trước đó ta không lén luyện tập leo núi, chỉ sợ trong Hiền Sương Quán ta sẽ sống thảm hại hơn. A, à, trong lòng nàng hơi động. Chẳng lẽ khi đó ta giúp các hòa thượng trong Miếu làm quá nhiều việc? nên phật tổ thấy lòng thành của ta mới cho ta cơ hội sống lại một đời khó trách mọi người luôn nói phải kết thiện duyên quả thật như thế ngươi có thấy đúng không nàng quay đầu nhìn tiêu giác tiêu giác nhéo nhéo chán nhẫn nại nói vậy ý ngươi là muốn ta chui chuồng chó đúng vậy Hỏa yến nói ta đã nói rồi nếu ngươi nhất định phải đi theo ta thì tuyệt đối đừng hối hận cũng không phải là ta không nhắc nhở ngươi không chui tiêu giác hơi nhíu mày quay đầu đi như thể nhìn thêm cũng thấy ghét. Ta leo tường, đừng nha, tường vây hòa ra bốn phía đều có cơ quan, hòa như phi chắc chắn đã bố trí lại, ta cũng không biết cụ thể ở đâu, nếu ngươi kích phát cơ quan, chúng ta sẽ phí công vỗi. Hòa yến nhìn hắn. Vậy ngươi cùng phi nô ở ngoài chờ, ta vào một mình cũng được. Không được, thiếu gia, xin thương xót. Hòa yến bất đắc dĩ. Cái này không được, cái kia cũng không được, ngươi rốt cuộc muốn thế nào tiêu giác mặt không biểu cảm nhìn chuồng chó một lúc, đột nhiên vung vạt áo, nửa quỳ xuống, nhưng đầu nói với Hỏa Yến. Ngươi trước. Lúc này, Hỏa Yến thật sự kinh ngạc. Ngươi thật sự muốn chui, nhanh lên. Tiêu giác không thể chịu đựng được nữa. Hỏa Yến ban đầu định dùng chuồng chó này để tiêu giác biết khó mà lui, không ngờ hắn lại thực sự chui. Trong lúc nhất thời, lòng nàng đầy cảm xúc, nghĩ tiêu giác hy sinh quá lớn nếu để các binh sĩ cử kỳ doanh nam phủ biết đô đốc của họ nửa đêm không ngủ được chạy tới chui chuồng chó chắc chắn họ sẽ giết nàng tuy vậy đây cũng không phải hòa yến cố ý làm khó chuồng chó này của hòa gia là do nàng đích thân đào hòa gia không nuôi chó ban đầu hòa yến tự mình nuôi chó lang thang bên ngoài chỗ này an toàn hơn nhiều so với leo tường như tiêu giác nói vậy ngươi đi theo ta hòa yến nói nhỏ động tác nhẹ nhàng nàng không hề để ý chui chuồng cho có gì không hay, dù sao cũng đã chui từ bé đến lớn, rất lâu không chui, còn cảm thấy thân thuộc, thân thể vừa xê dịch, liền như con lươn tiến vào. Tiêu giác nhịn một chút, cũng bò theo vào, tường vây hòa phủ dày, hang động này do hỏa yến tự đào không lâu, không lớn lắm, lấy dáng người trưởng thành hiện giờ, liền hiền hẹp đi một chút, vừa chui ra ngoài, chưa kịp đứng vững, chỉ thấy dưới ánh sáng yếu ớt của đèn lồng, một đoàn màu vàng. Siêu một cái nhào tới tiêu giác định ra tay hỏa yến đã vui mừng nói nhỏ nhị mao nhị mao chạy đến trước mặt hỏa yến lộn một vòng vẫy chân hỏa yến rất thân thiết hóa ra là một con chó vàng tiêu giác cái này là gì ta nuôi hỏa yến nói nhỏ ta còn tưởng rằng sau khi ta chết nhị mao cũng bị đuổi ra ngoài không ngờ nó vẫn ở đây thực ra năm đó tiểu hỏa yến nhặt một con chó lang thang về phủ đặt tên là hàng gia người hòa gia không chào đón con chó lang thang bẩn thỉu nhưng lúc đó hòa yến không có bạn lúc cô độc có một con chó vàng làm bạn cũng không tệ nên năn nỉ hòa đại phu nhân giữ hàng gia trong phủ hàng gia sau này sinh ra một bầy cún con nhưng trời rất lạnh ngoài nhị mao tất cả đều không sống sót mà sống sót đến giờ chỉ có nhị mao hay là cái câm điếc hòa như phi đã mang theo tất cả dấu vết của hòa yến và thanh trừ từng cái một hòa yến tưởng rằng mình sẽ không bao giờ gặp lại nhị mao không ngờ lại có thể nhìn thấy. Tuy nhiên, nhị mau thường ngày ở hậu viện, tự bắt chuột để ăn, có vẻ không phải hòa như phi không muốn diệt trừ nó, mà là hoàn toàn quên mất con chó này. Nó dường như nhận ra ta. Hỏa Yến nhìn nhị mau không ngừng vẫy đuôi vui mừng trước mặt mình, cảm thán nói. Lúc đầu ta cùng ngươi, Lâm Song Hạc và Yến Hạ Đồng Môn bao lâu như vậy, các ngươi đều không nhận ra ta, mắt nhìn của các ngươi còn không bằng nhị mau. Nhị mau ngớ ngẩn lè lưỡi cười với hỏa yến, tiêu giác nhắm mắt, kiên nhẫn nói. Bây giờ không phải lúc để ngươi ôn chuyện, ta biết. Hỏa yến ra hiểu. Ngồi xuống. Cho nhị mau, con chó vàng ngoan ngoãn ngồi xuống tại chỗ. Nhị mau, ngươi ở lại đây canh chừng cho ta. Nàng quay đầu nói với tiêu giác. Ngươi đi theo ta. Hòa phủ rất lớn, hỏa yến đi cực kỳ cảnh giác, mỗi lần đi đến một chỗ, đều phải núp trong bóng tối để quan sát bốn phía có hạ nhân không dù chưa vào hòa phủ trước đó vài ngày nhưng nàng đã lén lút đi vòng quanh bên ngoài nhận thấy số lượng hạ nhân trong hòa gia nhiều hơn trước rất nhiều không cần nghĩ cũng biết là do hòa như phi sắp đặt có lẽ hòa như phi cho rằng hạ nhân hòa gia cần nhiều thêm một chút để giữ vững phi hồng tướng quân phái đoàn hoặc là vì có điều gì đó bất an hòa như phi ở viện tử cũng chính là nơi hòa yến từng ở trước kia nằm ở tận cùng sâu nhất trong hòa phủ tiêu giác thấp giọng hỏi vì sao lại xa như vậy? Bởi vì, hòa đài thiếu gia thiên sinh mạo xấu xí, tính tình cổ quái. Hòa Yến nói. Không thích tiếp xúc quá nhiều với người khác. Nơi nàng ở, người hầu vốn ít, lại rất xa. Nếu Hòa Yến từ nhỏ đã có tính tình yên tĩnh thì không sao, nhưng trẻ con thường có nhiều tưởng tượng, nàng vốn dĩ lại hoạt bát, tò mò với mọi thứ. Sống với thân phận này chỉ có thể chơi đùa một mình trong sân, thời gian lâu dài, dù không cô đơn cũng trở nên quái gở một đứa bé, cái này cũng không thể làm, cái kia cũng không thể làm, ngay cả nha hoàn cũng không thể hầu hạ thân thiết, càng không có đồ chơi, thời gian lâu dài, tự mình tìm niềm vui. Ví dụ như cầm nhánh cây vẽ trên cát, hòa ra viện tử mỗi một gian phòng, nàng đều có thể vẽ ra chính xác, bởi vì đã nghĩ trong đầu trăm ngàn lần. Hỏa Yến từng nghi ngờ, sau này khi nhập ngũ, cô luôn nhảy bén với hình ảnh, đi qua một con đường chỉ cần một lần là nhớ không quên, thực ra cũng chính từ những kinh nghiệm khi còn bé mà luyện thành. Bên trong phủ có thay đổi. Hỏa Yến thấp giọng nói. Chúng ta cần cẩn thận hơn. Lúc này đêm đã rất khuya, người gác đêm đều ở ngoài viện, trong phủ không có động tĩnh gì, ngược lại có thể an tâm một chút. Khi sắp đến viện tử của Hòa Như Phi, Hòa Yến càng ngày càng lo lắng hơn. Khi vượt qua một hành lang, đang muốn tiến lên phía trước, Hòa Yến dừng bước, đột nhiên kéo tiêu giác lặng lẽ vào một gian phòng trống. Tiêu Giác đang muốn mở miệng, Hoa Yến liền bịt miệng hắn. Xuyệt, có người." Bên ngoài vang lên tiếng bước chân chậm chạp, có lẽ là gã sai vặt ban đêm đi nhà xí, đi qua cảnh cửa, âm thanh dần dần xa. Đợi khi bên ngoài không còn tiếng động, Hoa Yến mới thở phào nhẹ nhõm, vừa nghiêng đầu thì ngây ngẩn cả người. Mặt trăng không biết từ lúc nào đã lên, ánh sáng xuyên qua cửa sổ chiếu một vệt trên mặt đất. Tiêu Giác bị nàng đẩy lên tường, lưng tựa vào tường hỏa yến nhất thời khẩn trương gần như dựa cả người lên hắn mà hắn không nhúc nhích hai tay hơi lui về phía sau giống như đang cố giữ lễ hỏa yến bịt miệng hắn trông như một nữ lưu manh đang phi lễ người khác nàng giật mình vô thức rút tay lại nam nhân trẻ tuổi hờ hững nhìn nàng đột nhiên cười nhẹ lặng lẽ nói chiếm tiện nghi của ta hỏa yến suýt nghẹt thở liên tục lắc đầu không có không có vừa rồi quá gấp không phải cố ý người này cười nhẹ như không, gật đầu, ánh mắt rõ ràng không tin. Hỏa Yến có khổ khó nói, cũng được, dù sao nàng đã phi lễ tiêu giác không phải ngày một ngày hai, cũng không quan tâm lần một lần hai. Liền nhìn qua khe cửa ra ngoài, thấy không có người, nói nhỏ. Đi thôi. mươi 224, chứng cứ. Ngoại trừ việc gã sai vật vừa mới đi nhà xí vào nửa đêm, sau đó mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ, không gặp thêm ai khác. Hỏa Yến cẩn thận tiến đến gần cửa phòng, ghé sát tai tiêu giác và thì thầm. Đây là thư phòng của Hòa Như Phi. Ban đầu đây là thư phòng của Hỏa Yến, chỉ là bây giờ đã trở thành của Hòa Như Phi. Sau khi đi một vòng không phát hiện cơ quan nào khác, Hỏa Yến mới nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Ở nơi này, mọi thứ vốn dĩ đã quen thuộc, tiêu giác theo nàng cùng bước vào, vừa vào đến, Hỏa Yến liền hơi ngạc nhiên. Giá sách vẫn là giá sách cũ, cái bàn cũng là cái bàn ban đầu, nhưng thư phòng đã được bài trí thêm nhiều đồ vật đồ sứ và đồ cổ không thiếu thứ gì hoàn toàn khác biệt so với trước đây khi hòa yến ở nàng đoán rằng hòa như phi đã bày tất cả những đồ vật bệ hạ ban thường trong thư phòng này cũng không biết để khoe khoang với ai trên giá sách trước đây chỉ có nửa chiếc thư tịch bây giờ đã nhét đầy chính giữa tường treo một thanh kiếm thân kiếm xanh biếc vào kiếm mang sắc xanh chính là thanh lang nàng ngạc nhiên một chút ánh mắt không tự chủ dừng lại trên thân kiếm thanh lang, muốn đưa tay lấy kiếm, nhưng khi ngón tay sắp chạm vào thân kiếm thì lại thu về. Tiêu giác hỏi. Sao thế? Hỏa Yến lắc đầu. Bây giờ chưa phải lúc. Cho dù tối nay nàng có thể trộm được kiếm thanh lang về, ngày mai Hòa Như Phi chắc chắn sẽ báo quan, thanh kiếm trong tay nàng sẽ trở thành. Tang vật. Không thể công khai xuất hiện trước mọi người, điều này đối với thanh lang chẳng phải là một sự sỉ nhục sao. Vì vậy, bây giờ chưa phải lúc hỏa yến suy nghĩ một lát rồi đứng dậy đi đến một phía của kệ sách ngồi xổm xuống nửa người nằm sát đất đưa tay tìm kiếm vào phía bên trong cùng khi chạm vào một chỗ quen thuộc nhô lên hốc tối phát ra một tiếng nhỏ cồm cộp đúng là một chỗ giấu đồ hỏa yến lấy ra từ bên trong một hộp nhỏ bằng bàn tay tiêu giác hỏi đây là gì hộp linh lung hỏa yến trả lời khẽ trước đây bệ hạ ban thưởng cho ta trong thiên hạ chỉ có một cái sau khi ta đi, đã giao vật này cho Hòa Như Phi, đoán rằng hắn không nỡ vứt. Trên giá sách có một hốc tối mà Hòa Yến đã thiết kế từ trước. Cái hộp linh lung này rất quý giá. Trước khi xuất giá đến hứa ra, những vật này không thể mang đi, nên nàng giao toàn bộ cho Hòa Như Phi. Hộp linh lung rất thích hợp để cất giữ các cuộn mật thư. Ngay cả người thờ tài giỏi nhất cũng không thể mở được. Chỉ có người đã thiết lập cách mở mới biết cách mở ra. Cách mở chỉ có thể thiết lập lại một lần thứ này quý giá như vậy, với tính cách của Hòa Như Phi, chắc chắn sẽ không vứt bỏ. Huống chi theo Hòa Như Phi, Hòa Yến đã chết, trong thiên hạ chỉ có một mình hắn biết cách mở hộp linh lung, nên hắn đương nhiên mừng rỡ nhẹ nhõm. Hắn không ngờ rằng Hòa Yến sẽ khởi tử hoàn sinh, lần này ngược lại thuận tiện cho việc của nàng. Không biết hắn cất gì bên trong. Hòa Yến thầm nghĩ, cầm hộp linh lung, theo ký ức trong đầu, nhẹ nhàng xoay khóa, chỉ trong giây lát. Ba, một tiếng, nắp hộp linh lung mở ra hai người nhìn vào trong hộp hòa nhị phu nhân trong phòng hòa tâm ảnh cùng hòa nhị phu nhân ngồi ở đầu giường trong tay vẫn còn cầm cuốn binh thư mà nàng trộm từ chỗ ở cũ của hòa yến tại hứa ra hỏi nương đây rốt cuộc là gì là tỷ tỷ lưu lại sao nàng lưu cái này để làm gì nàng hạ giọng rất thấp trong phòng chỉ có một ngọn đèn nhỏ trên đầu giường các nha hoàn đều bị đuổi ra ngoài hòa tâm ảnh chỉ nói rằng đã lâu không gặp mẫu thân ban đêm muốn ngủ cùng để chăm sóc tốt hơn. Bây giờ nàng không dám tin ai, không dám giữ ai ở bên mình, nhất là những người từ hứa ra mang tới. Hòa nhị phu nhân kinh ngạc nhìn cuốn binh thư trong tay nàng, ánh mắt ẩn chứa nước mắt, không nói gì. Hòa tâm ảnh cảm thấy, mẫu thân mình chắc chắn biết điều gì đó, trong lòng càng lo lắng hơn. Nương, sao người không nói gì? Các người có phải đang giấu ta chuyện gì không? Ta luôn cảm thấy hứa chi hằng rất lạ. Trường tỷ, nàng muốn nói có lẽ Hòa Yến chết không đơn giản như lời đồn bên ngoài, nhưng khi nhìn thấy Hòa Nhị Phu Nhân, lời nói lại nuốt xuống. Nếu cái chết của Hòa Yến không đơn giản, Hòa Nhị Phu Nhân sau khi biết, chắc chắn sẽ càng đau lòng hơn. Lúc này thân thể của mẫu thân vốn đã không tốt, tuyệt đối không thể để đau khổ thêm nữa. Ảnh nhi, con không cần lo những chuyện này. Một lúc sau, Hòa Nhị Phu Nhân mới mở miệng, giọng nói vô cùng mệt mỏi. Con chỉ cần sống tốt thời gian của mình là được con làm sao có thể sống tốt được, con không muốn giống như trưởng tỷ, chết một cách không rõ ràng. Hòa tâm ảnh thốt lên. Lời vừa thốt ra khỏi miệng nàng liền hối hận, hòa nhị phu nhân sắc mặt trắng bệch, bỗng nhiên ho khan hai tiếng, hòa tâm ảnh vội vàng cầm khăn bên cạnh lau miệng cho nàng, khi khăn rơi xuống, trên đó có một vệt máu, nhìn thấy mà giật mình. Hòa tâm ảnh hoảng hốt, lo lắng hỏi. Nương, sao người lại bệnh nặng như vậy? Mặc dù khi đến, Nàng đã biết Hòa nhị phu nhân nằm trên giường nhiều ngày, nhưng người Hòa gia chỉ nói là bị cảm lạnh, ở nhà tĩnh dưỡng vài ngày sẽ khỏi. Nhưng bây giờ nhìn, rõ ràng là nghiêm trọng hơn nhiều. Cha không tìm đại phu tới sao? Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hòa Tâm Ảnh lo lắng, liền muốn xuống giường. Con sẽ cho người cầm thiếp mời đại phu đến. Đừng đi, Hòa nhị phu nhân nắm lấy tay nàng, thoạt nhìn yếu đuối nhưng lúc này lại có lực mạnh mẽ, giống như muốn dùng hết sức lực cả đời. Nương bị bệnh cũ, không có gì đáng ngại. Không sao đâu. Hòa tâm ảnh nước mắt muốn rơi. Nương, tại sao các người có chuyện gì cũng không chịu nói cho con biết? Con cảm thấy trong phủ có chuyện đang giấu con, nhưng con lại không biết gì cả. Trước khi xuất giá, nàng vội yêu vô lo, hồn nhiên hạnh phúc. Sau khi trường tỷ qua đời, nàng gả cho hứa chi hằng. Ban đầu có chút bất hòa, nhưng rất nhanh, nàng bị hứa chi hằng với sự ôn nhu và chăm sóc làm cảm động chưa từng trải qua sự hiểm ác của cuộc đời, nàng thật sự tin rằng mình có thể được bảo vệ suốt đời. Nhưng khi một chút sự thật xấu xí lộ ra, nàng thấy một tia bẩn thỉu và hiểm ác trong đó, mới cảm thấy thân phận nữ tử của mình bất lực. Ảnh nhi, hòa nhị phu nhân chậm rãi mở miệng. Trường tỷ của con đã chết, nương chỉ còn lại mình con. Nàng tự ái nhìn hòa tâm ảnh, đưa tay vỗ nhẹ đầu hòa tâm ảnh, giống như khi hòa tâm ảnh còn là một đứa trẻ. Con phải nhớ, dù ở hòa gia hay hứa gia, không nên tin bất kỳ ai. Nương không có bản lĩnh, không bảo vệ được tỷ tỷ con, cũng không bảo vệ được con. Nếu con muốn sống khỏe mạnh, thì không cần nhìn, không cần hỏi, đừng nghe. Hòa tâm ảnh nói đờ đẫn. Trường tỷ đến hứa gia không lâu sau liền mù, chẳng phải là không nhìn thấy gì sao. Nhưng nàng vẫn chết. Mắt hòa nhị phu nhân lóe lên một tia đau khổ. Nương, chỉ cần nói cho con biết, cuốn bình thư này có phải trưởng tỷ lưu lại không, tại sao hứa chi hằng lại coi trọng nó như vậy còn có đại ca thường đến hứa ra rõ ràng không phải để thăm con mà là tìm hứa chi hằng còn nương nàng hỏi có phải cha đang giam lòng nương không hòa nhị phu nhân nhìn nữ tử trước mặt dù là chị em ruột nhưng nàng luôn cảm thấy hỏa yến và hòa tâm ảnh không giống nhau hòa yến kiên cường độc lập trầm lặng và yên tĩnh từ nhỏ đã mang theo một mặt nạ đến mức bây giờ nghĩ lại nàng cũng không nhớ ra được bộ dáng của hòa yến khi còn bé, nhưng khi trưởng thành trở lại hòa ra với thân phận nữ tử, nàng chỉ gặp được vài lần. một người mang chút khí khái hào hùng thanh tú, giữa lông mày thể hiện sự kiên nghị quả cảm. hòa tâm ảnh thì khác mềm mại như một chiếc bánh trôi tuyết trắng, nhìn vào liền khiến người khác yêu thích. bị dẫm chân sẽ khóc lớn vì một bộ quần áo đẹp mà nũng nịu khoe mẽ. hai người con gái này tính tình hoàn toàn khác biệt. Nàng cũng đương nhiên cho rằng, Hỏa Yến sinh ra đã kiên cường, còn Hòa Tâm Ảnh sinh ra để được yêu thương. Cho đến khi Hỏa Yến chết, có một ngày, nàng đột nhiên nhận ra rằng, có lẽ trong quá khứ, Hỏa Yến cũng giống Hòa Tâm Ảnh, bị ủy khuất sẽ muốn khóc, thấy món đồ chơi yêu thích cũng khát khao có được, như một cô gái kiên cường cũng cần sự quan tâm và yêu thương của mẫu thân. Còn cô bé trước mắt luôn nắm chặt góc áo của nàng đòi mua kẹo, bất giác cũng đã lớn lên. Hòa Tâm Ảnh cũng không biết khi nàng giận tái mặt, nghiêm túc và bướng bỉnh truy cầu một sự thật, nàng rất giống trường tỷ đã qua đời của mình. Thế nhưng, mặc dù như vậy, nàng vẫn không thể nói gì. Biết quá nhiều, đối với hòa tâm ảnh sẽ càng nguy hiểm. Nàng đã mất một người con gái, quyết không thể mất thêm một người nữa. Ta! Lời của hòa nhị phu nhân chưa kịp ra khỏi miệng, đột nhiên nghe thấy bên ngoài có người hét lớn. Có kẻ gian, trong phủ có trộm, nhanh bắt trộm ngay lập tức toàn bộ hòa phủ từ trên xuống dưới đều náo loạn có kẻ gian hòa tâm ảnh vô thức hướng về đầu giường vừa nói tên trộm nào không có mắt dám vào quý phủ của chúng ta hòa nhị phu nhân nắm lấy tay nàng đừng nói chuyện cũng đừng đi ra cẩn thận một chút hòa tâm ảnh gật đầu ở một nơi khác hòa yến cùng tiêu giác đang chạy khắp viện tử trong lòng thầm mắng hòa như phi xào trá Mặc dù Hòa Như Phi không thể thay đổi cách mở hộp linh lung, nhưng người này rất đa nghi, đã cài thêm một cơ quan trong hộp, khi mở hộp linh lung, tiếng còi sẽ vang lên. Vì vậy, chỉ cần có người mở hộp linh lung ở đây, chắc chắn sẽ bị phát hiện. Tuy nhiên, khi nàng vừa mở hộp, rõ ràng thấy bên trong có mấy bức thư, nàng nhét chúng vào trong ngực, Hòa Như Phi chắc chắn không để hộp linh lung chống không, còn đặc biệt làm thêm cơ quan, những bức thư này chắc chắn rất quan trọng, chuyến đi hôm nay không phải là không có thu hoạch. Thị vệ đã tỉnh hết. Tiêu giáp nhắc nàng. Trốn hay đánh, ta mang theo kiếm của ngươi, kiếm vừa ra khỏi vỏ sẽ lộ tẩy. Không thể đánh. Hòa Yến suy nghĩ một chút. Đi theo ta. Hòa phủ viện từ mỗi góc đều quen thuộc với nàng, việc tránh người dễ như chờ bàn tay. Nhưng không biết có phải vì mấy ngày nay hòa như phi trột dạ mà thị vệ trong phủ còn nhiều hơn gia đình. Lúc này tiếng còi vừa vang lên, bó đuốc và nhân thủ từ bốn phương tám hướng xông ra. Bọn họ ở bên kia, đuổi theo. Tướng quân nói, bắt được thích khách, không cần để lại người sống, sinh tử không quan trọng. Hỏa Yến trong lòng cười lạnh, thật sự sợ hãi như vậy, càng ngày càng chắc chắn những bức thư trong ngực không đơn giản. Nàng kéo tiêu giác, đi nhanh, đi ngang qua một phòng, lách mình trốn vào. Hòa nhị phu nhân đang kéo hòa tâm ảnh tựa vào đầu giường, ôm chăn mình rất căng thẳng, bất ngờ thấy trong phòng nhiều thêm hai người, hòa tâm ảnh hoảng sợ muốn kêu lên, ngay sau đó, một thanh kiếm lạnh như băng nằm ngang trên cổ nàng, người áo đen che mặt nói. Im ngay, dám gọi sẽ giết ngươi. Hòa tâm ảnh sợ hãi tức khắc im lặng. Hòa Yến cầm trường kiếm trong tay, trong lòng cũng rất ảo não, nàng chỉ muốn vào viện của hòa nhị phu nhân, nơi gần tường ngoài nhất, tốt để mượn đường. Ai ngờ hơn nửa đêm mà hòa nhị phu nhân vẫn chưa ngủ, hòa tâm ảnh cũng ở đây, đã trễ thế này còn không nghỉ ngơi ở đây làm gì, hai mẹ con nói chuyện thì thầm. Trong lòng Hòa Yến lập tức dâng lên cảm giác chua xót nhưng dưới tình hình này tính là gì? Nàng tự tay bắt thân mẫu và thân muội của mình. Có lẽ động tĩnh bên trong truyền ra ngoài, có nha hoàn ở bên ngoài hỏi. Nhị phu nhân, nhị phu nhân có chuyện gì sao? Hòa Yến trong lòng giật mình, chưa kịp mở miệng uy hiếp, Hòa nhị phu nhân đã mở miệng, giọng như bình thường. Không có gì, chỉ là có chút ho khan thôi. Bên ngoài không thấy động tính, Hỏa Yến nhẹ nhàng thở phào. Nhìn tiêu giác phía sau, hắn đang cảnh giác nhìn chằm chằm cửa phòng, đề phòng có người xông vào. Nghe này! Hỏa Yến thấp giọng nói. Ta không muốn tổn thương hai vị, đưa chìa khóa hậu viện cho ta, để chúng ta rời đi. Hòa tâm ảnh run rẩy mở miệng. Ai biết các ngươi có thể giết người diệt khẩu không? Hỏa Yến hơi ngạc nhiên, muội muội này thoạt nhìn ngoan ngoãn, không ngờ lại có chút đàm lược, nàng cố ý đè giọng xuống, nói âm trầm. Người nghĩ mình có tư cách nói điều kiện với ta sao? Hòa tâm ảnh mặt trắng bệch, không dám mở miệng. Nhưng hòa nhị phu nhân, không nhìn thanh kiếm gác trên cổ hòa tâm ảnh, bước xuống giường hẹp, lấy một chiếc chìa khóa từ ngăn kéo, đưa cho nàng và nói. Các người đi đi. Hòa yên qua đỗi ngạc nhiên. Nàng nghĩ rằng hòa nhị phu nhân sẽ cùng nàng đàm phán điều kiện, hoặc tìm cách mật báo cho người hòa gia, Hỏa Yến thậm chí đã chuẩn bị đề phòng, nhưng không ngờ nàng lại bình thản như vậy. Hỏa Yến không tìm được nhìn về phía đối phương, ánh mắt người phụ nữ trước mặt đầy phức tạp mà Hỏa Yến không hiểu. Nàng giống như đang nhìn Hỏa Yến, hoặc như đang nhìn xuyên qua Hỏa Yến để nhìn một người khác, nếu không phải Hỏa Yến biết mình đang đeo khăn đen, nàng đã nghi ngờ rằng Hòa Nhị phu nhân nhận ra mình. Thấy Hỏa Yến bất động, Hòa Nhị phu nhân lại đẩy nàng một cái. "Thì về sẽ tới rất nhanh, đi nhanh đi." Tiêu Giác gật đầu với nàng. Đi. Hỏa Yến không chần chừ, nắm lấy chìa khóa hậu viện xoay người đi. Vừa rời thân, đột nhiên cảm giác có thứ gì được nhét vào tay. Nàng không kịp nhìn kỹ, vô thức nhét vật đó vào ngực, cầm chìa khóa mở cửa hậu viện chạy ra ngoài. Hoa Nhị phu nhân nói không sai, truy binh đến ngay lập tức. Khi trôi qua chuồng chó, không có thời gian quay lại, đã bị lộ. Họ trực tiếp trèo qua tường. Thị vệ đuổi theo phía sau đột nhiên cảm thấy đầu gối đau nhói, cúi đầu nhìn, không biết từ đâu một con chó vàng cắn vào bắp chân, đau đến mức người này kêu la thảm thiết, không kịp đuổi theo, chờ mắt nhìn hai người mặc đồ đen biến mất trong màn đêm. Trong phủ hỗn loạn từ trên xuống dưới, hòa tâm ảnh khó khăn lắm mới bình tĩnh lại, đốt lại ngọn đèn trên bàn, vỗ ngực nói. Vừa rồi thật sự làm con sợ chết khiếp, ánh mắt người kia thật hung dữ, còn thực sự sợ hắn giết chúng ta. Nương, đại bá nếu biết chúng ta thả chạy thích khách, dù là để bảo toàn mạng sống, cũng sẽ tức giận, chuyện này nếu không ai phát hiện, thì tạm thời đừng nói cho người khác nhé. Ngương! Hòa nhị phu nhân chỉ ngơ ngác nhìn tay mình, dường như không nghe thấy hòa tâm ảnh nói gì. Hòa tâm ảnh vội la lên. Ngương! Hòa nhị phu nhân lấy lại tinh thần, nhìn nàng nói. Đã biết, việc này con cũng đừng nói cho người khác. Hứa đại gia cũng không nên nói. Hòa tâm ảnh cảm thấy lạ, mẫu thân vừa rồi nhìn người áo đen kia có vẻ rất không đúng ngay sau đó nghĩ đến điều gì thế nhưng hai người kia thực sự là đến trộm đồ sao con thấy bọn họ hai tay không cũng không trộm cái gì còn binh thư của con đúng rồi binh thư của con đâu khi hòa nhị phu nhân và nàng nói chuyện trên giường binh thư để ở đầu giường bây giờ đã trống không hòa tâm ảnh giật mình có phải hai người kia đã trộm binh thư của con không nhưng họ trộm binh thư làm gì nương người có thấy bình thư của con không? Hoa nhị phu nhân ho khan một tiếng, rồi nói: Không cần tìm, bình thư ta đã đưa cho người áo đen vừa rồi. Vì, vì sao? Hoa tâm ảnh không thể nào nghĩ rằng Hoa nhị phu nhân sẽ làm như vậy. Vẫn đó, để trong tay con hoặc ta đều là gây họa. Hoa nhị phu nhân nói vắng vẻ. Hai người kia đã đến để trộm, tay không, không biết có trộm được thứ họ muốn không. Nếu trộm được, thì là may mắn; nếu không, thì cũng không uổng công họ mạo hiểm đến hòa ra một chuyến. Nương, hòa tâm ảnh khó thở. Đâu có lý lẽ như vậy, đây chính là vật con rất vất vả mới lấy ra từ hứa ra. Ảnh nhi, con nhớ kỹ. Hòa nhị phu nhân trở nên nghiêm túc. Dù là thích khách tối nay, hay bình thư của hứa ra, đều phải giữ kín trong lòng, đừng nói với ai. Hòa tâm ảnh vốn đến để giải tỏa nghi vấn, nhưng bây giờ càng thêm băn khoăn, chỗ không hiểu càng nhiều, cuối cùng đành nói. Đã biết, con sẽ không nói với ai. Ngoài phủ, khi Phi Nô nhận được hỏa yến và tiêu giác, ba người lập tức ẩn thân đến một biệt viện. Đây là nơi nào? Hỏa yến ngạc nhiên hỏi. Đây là biệt viện của ta trong thành sóc kinh, đôi khi trong phủ làm việc không tiện, ta ở đây. Tiêu giác đáp. Hỏa yến suy nghĩ một chút rồi cũng hiểu, tiêu cảnh phu phụ rất hiền lành, vị trí của tiêu giác sẽ không dễ được người đời hiểu, như vậy cũng tốt, không nhìn thấy, tránh được nhiều phiền phức hỏa yến từ ngực móc ra những bức thư tín trong hộp linh lung khoe khoang với tiêu giác ngươi xem chuyến này thu hoạch khá tốt ta đã nói rồi đi hòa ra một chuyến tuyệt đối có lời tiêu giác liếc nhìn nàng nói rất nguy hiểm chỉ lần này thôi lần sau không thể làm thế nữa dừng lại một chút rồi nói tiếp từ mai hòa như phi chắc chắn sẽ lấy cớ này để tìm khắp toàn bộ sóc kinh mấy ngày tới ngươi ở nhà đừng hành động thiếu suy nghĩ những bức thư này mất đi Hỏa Như Phi sẽ nghi ngờ ta đầu tiên, sợ rằng sẽ liên lụy đến ngươi. Không sao, ta dù sao cũng là Vũ An Hầu do bệ hạ phong, hắn không có chứng cứ thì không làm gì được ta. Hỏa Yến không kịp chờ đợi mở thư ra, hãy xem trên thư nói gì, Hỏa Như Phi giấu ký thế này, ta không tin là thư tình. Thư tín tổng cộng có ba bức, Hỏa Yến cùng Tiêu Giác mở ra xem, không dài, nhưng sau khi xem xong, cả hai đều thay đổi sắc mặt. Hốn trướng Hỏa Yến thả bức thư trong tay, không kìm được đập một quyền lên bàn. Trên đời nhất định có loại người tàn nhẫn như vậy. Trong ba bức thư, có hai lá gửi cho người ô thác, một lá gửi cho từ kính phủ. Mặc dù từ sớm, khi thấy gã sai vặt đinh nhất của Hòa Như Phi ở Lương Châu Thành, Hỏa Yến đã đoán rằng Hòa Như Phi có liên hệ với từ kính phủ, nhưng không có chứng cứ. Giờ đây trong thư này, giấy trắng mực đen đã viết rõ ràng, chính xác là như vậy. Trong trận chiến Hoa Nguyên, Hòa Như Phi thật sự đã đạt được giao dịch với người Ô Thác, Hòa Như Phi cung cấp tình hình quân đội phủ Việt cho người Ô Thác, cố ý để thua thảm liệt, để có thể cùng phe với Từ Tướng, thể hiện thành ý hợp tác với Từ Kính phủ. Đồng thời, khi sứ giả Ô Thác vào kinh cầu Hòa, Hòa Như Phi chủ trương mạnh mẽ thực hiện hòa đàm, thúc đẩy người Ô Thác mở các trận tại Đại Ngụy. Hòa Như Phi từ đầu đến cuối, sợ nhất là thân phận bị vạch trần, thế nhân phát hiện hắn khác biệt với Phi Hồng Tướng Quân tài năng và chiến thắng trước kia. Nhưng để che giấu thân phận, hắn đã thông đồng với địch phản quốc, bỏ mặc sinh mạng bách tính đại ngụy, bất trung bất nghĩa. Tiêu giác nhìn thư trong tay, hòa như phi cùng từ kính phủ cùng một phe, cũng là một phiền phức. Từ kính phủ trong giới văn thần có uy quyền lớn, phần lớn văn thần chủ hòa, bây giờ chủ chiến chỉ là một vài võ tướng. Nhưng, phi hồng tướng quân, trong giới võ tướng xưa nay có danh vọng, nếu hòa như phi chủ hòa, còn lại chỉ có vài võ tướng chủ chiến, không đáng kể. Hỏa Yến hít một hơi thật sâu. Người vô sỉ như vậy một khi vào quan trường, quả nhiên ngày càng tệ hơn. Hết lần này đến lần khác đội lên danh tiếng của ta, thật khiến người buồn nôn. Ngươi yên tâm. Tiêu giáp nói nhẹ. Tất cả đã có ta. Hỏa Yến đột nhiên nhớ lại khi vừa rời khỏi hòa phủ, hòa nhị phu nhân đã nhét vào tay nàng thứ gì đó, nhưng lúc đó tình hình nguy cấp, nàng không kịp nhìn kỹ, chỉ nhét vào ngực giờ đây nàng cuối cùng có thời gian liền móc ra từ ngực đó là một quyển sách có lẽ đã bị cuốn lâu trang giấy đã nhăn nheo và ngả vàng các góc sách đều nhếch lên quyển sách này có lẽ đã được xem rất nhiều lần trang sách đều bị mò mỏng hỏa yến vừa mở ra liền giật mình tiêu giác đứng sau lưng nàng ánh mắt cũng rơi vào quyển sách đây là binh thư của ta hỏa yến lẩm bẩm cúi đầu lật vài tờ không sai chính là chữ viết của nàng đời trước nàng nhập ngũ đã đọc rất nhiều binh thư mang theo những quân quý giá nhất đọc đi đọc lại cũng ghi chép và chú thích bên cạnh khi nàng xuất giá, mọi thứ liên quan đến phi hồng tướng quân đều phải vứt bỏ kiếm không thể mang đi chiến mã không thể mang đi thủ hạ tâm phúc càng không thể mang đi cuối cùng hỏa yên lén giấu một bản binh thư trong dương đồ cưới mang tới hứa ra trước khi làm đoan trang ôn nhu không khác gì một nữ tử tầm thường nàng là hứa đại nãi nãi. Sau đó, nàng nhớ về thời gian tự do rong ruổi trên chiến trường, ngón tay mỗi lần vút ve quyển sách, liền nhớ đến những đồng bạn đã cùng nhau sống chết trong quân doanh. Nàng giấu binh thư này trong cột giường nơi nàng ngủ, bây giờ, mất mà tìm lại được. chương 225, sinh nhật. Binh thư vẫn như trước, khiến Hòa Yến nhớ lại thời điểm vừa gả vào hòa gia năm đó. Sau khi bị mù, nàng không còn lấy binh thư này ra nữa nàng từng nghĩ rằng cuốn sách này hoặc là không bị ai phát hiện, hoặc đã bị hứa chi hằng thiêu hủy, không ngờ lại quay trở lại tay mình. Nhưng mà, cuốn sách này sao lại đến tay hòa nhị phu nhân? Người nghĩ sao, mẹ ta đưa cuốn sách này cho ta có ý gì? Hòa Yến nhìn tiêu giác. Có khi nào nàng nhận ra ta rồi không? Chưa đợi tiêu giác lên tiếng, Hòa Yến lập tức lắc đầu phủ nhận. Không thể nào, dù kiếp trước, ta cũng gặp mẹ không được mấy lần, mẹ ta có lẽ cũng không nhớ rõ ta trông như thế nào, huống chi là bây giờ. Nàng tự cười diễu mình. Sao giờ ta lại bắt đầu suy nghĩ lung tung, mơ mộng háo huyền. Nhưng khi nhớ lại lúc hòa nhị phu nhân đưa cuốn binh thư vào tay nàng, nàng mơ hồ thấy được trong mắt đối phương có chút luyến tiếc và không muốn. Sao có thể như vậy? Hòa nhị phu nhân còn có một người con gái khác, so với nàng, hòa tâm ảnh từ nhỏ đã ở bên mẹ, là viên ngọc quý thực sự. Khác với nàng, ngay cả gọi một tiếng, nương cũng không có. Hòa Yến luôn nghĩ rằng, khi đối mặt với người nhà Hòa gia, nàng đã có thể giữ vững tâm như sắt, nhưng khi bất ngờ vào phòng Hòa nhị phu nhân, thấy Hòa Tâm Ảnh cùng mẹ ngủ trên một giường, mặc dù đã xuất giá, về lại nhà cũng có thể cùng mẹ thân mật trò chuyện đêm, nàng vẫn cảm thấy đố kỵ. Suy nghĩ kỹ lại, kiếp trước nàng có mối quan hệ rất nhạt nhẽo. Cha mẹ như vậy, chồng như vậy, dù đó là chuyện kiếp trước, dù bây giờ bên cạnh đã có người đồng hành, nhưng có những nuối tiếc ở đây, cuối cùng cả đời không thể bù đắp, như bị vùi lấp bởi cát, gió thổi qua vẫn không tan, nhìn lại mà giật mình. Hỏa Yến không muốn để tiêu giác thấy mình thất lạc, bèn chuyển chủ đề. Nhưng cuốn binh thư này hiện tại lại giúp ta giải quyết khẩn cấp. Trước đây ở Hiền xương Quán tìm thấy những bản chép tay kia, thời gian cách đây đã lâu, Hòa Như Phi có thể lấy cớ nói chữ viết thay đổi theo thời gian. Cuốn binh thư này thì không xa, chỉ cần cẩn thận so sánh với chữ viết hiện tại của Hòa Như Phi, chắc chắn sẽ phát hiện ra mánh khóe hơn nữa đúng lúc là binh thư trời cũng giúp ta tiêu giác nhẹ gật đầu cùng thư tín qua lại với người ô thác đến lúc thích hợp cũng có thể phát huy tác dụng hòa như phi giữ lại những thư tín này chắc sợ người ô thác và tử tướng qua sông đoạn cầu nên lưu một tay đề phòng bất chắc mới cố ý giấu trong hộp tinh xảo hỏa yến suy nghĩ thật không biết nên gọi hắn là rào hoạt hay ngu xuẩn hắn quá đa nghi nhưng lại để nhược điểm rơi vào tay người khác. Thứ này ta giữ lại không an toàn. Hỏa Yến nghĩ nghĩ, nói với tiêu giác. Người giữ giúp ta đi, dù hòa như phi có gan làm loạn, cũng không dám đến tiêu gia dương oai. Nàng ngẩng đầu nhìn trời, không lâu nữa trời sẽ sáng, hôm nay kéo dài cả đêm. Ta phải về, chút nữa trời sáng, hòa như phi sẽ phái người điều tra khắp sóc kinh. Ta sợ xảy ra chuyện, ta sẽ đưa ngươi về. Hỏa Yến nhẹ gật đầu, Mặc dù cố gắng tỏ ra bình thường, nhưng chuyện về Hòa Nhị phu nhân vẫn nặng trĩu trong lòng nàng. Mặc dù lúc đó nàng ngăn Hòa Nhị phu nhân đưa mình ra ngoài, tạm thời không ai biết, nhưng ai biết Hòa Như Phi có thể nghi ngờ Hòa Nhị phu nhân hay không? Dù nàng là người hòa gia, Hòa Như Phi tàn nhẫn như vậy, nếu ra tay độc ác, Hòa Nhị phu nhân sẽ thế nào? Hòa Nguyên lượng căn bản không quan tâm tình cha con, tình vợ chồng liệu có còn bao nhiêu? Ngươi yên tâm ta sẽ phải người vào hòa ra theo dõi hòa nhị phu nhân. Tiêu giác dường như nhìn ra nỗi lo của nàng. Sẽ không để nàng gặp chuyện. Hỏa yến ngước mắt nhìn hắn, thở nhẹ ra. Như vậy, cảm ơn ngươi. Dù vậy, nàng vẫn trông có chút buồn rầu. Tiêu giác nhìn nàng một cách dịu dàng, nói. Hòa yến, gì vậy? Hai ngày nữa là sinh nhật ta. Hòa yến. À. Một tiếng, đột nhiên nhận ra, ngẩng đầu lên. Vậy ngươi muốn gì, ta có thể mua tặng ngươi. Ngươi có tiền không? Hắn hỏi. Ngươi lần trước không phải đã cho ta một tấm ngân phiếu sao? Hỏa Yến trả lời rất trôi chảy, nhưng khi thấy biểu cảm của hắn, nàng ngượng ngùng cười, như thể dùng tiền của người khác để mua quà tặng người khác thì có chút không đúng. Nhưng, ta chỉ có số tiền ngươi cho thôi, ta theo thùa nữ công cũng không giỏi, muốn ta theo ra cái khăn trong một hai ngày là không thể. Sao ngươi không nói sớm, giờ muốn ta làm cũng không kịp. Nếu không, ta đi nhặt cho ngươi khối đá dùng rìu chém thành hình dạng ngươi thích. Lúc ở Lương Châu Vệ, sở chiêu thường nửa đêm không ngủ để nhặt đá, có lẽ các thiếu gia nhà giàu đều có sở thích kỳ quái như vậy. Tiêu giác sầm mặt lại, như nhớ về ký ức không tốt. Không cần, vậy ngươi cần gì? Hỏa Yến tiến gần hắn hỏi, bị tiêu giác quấy dày, nàng vừa rồi buồn bã nhưng giờ đã khá hơn, ít nhất lúc này là thật tâm muốn tặng quà sinh nhật cho tiêu thiếu gia. Ta muốn đi dạo chợ đêm. Tiêu giác liếc nhìn nàng, Ngươi mang theo ngân phiếu, ta thấy gì thích, ngươi mua cho ta. Lần này Hoa Yến nghe rõ, Tiêu Nhị thiếu gia muốn cảm giác được người khác cưng chiều, nhưng chuyện này thường là nam tử cùng nữ tử đi dạo chợ đêm, mua hoa, ngọc, châm cho nữ tử, sao lại đến lượt nàng? Không ngờ ngươi lại có sở thích không tưởng tượng nổi như vậy. Hoa Yến nhỏ giọng thầm thì: Ngươi nói gì? Tiêu Giác nhướng mày. Hoa Yến xoay người, cười tùm tìm đáp: Ta nói nếu là tâm nguyện sinh nhật của thiếu gia chúng ta dù lên núi đao xuống biển lửa, ta cũng phải thực hiện cho ngươi. Chỉ là đi dạo chợ đêm thôi mà, ta mang hết ngân phiếu, ngươi muốn gì ta cũng mua, thế nào? Nữ hài từ gần trong gang tấc, không nhận ra khoảng cách quá gần, tiêu giác hơi nghiêng đầu, khóe miệng nhếch lên một chút, nói. Ân. Tiêu giác đưa Hỏa Yến về phủ vào ban đêm, đã rất muộn. Hỏa Yến quyết định ngủ một giấc ngủ bù, khi tỉnh dậy đã là buổi trưa. Thanh Mai chuẩn bị xong bữa trưa, Hòa Yến dụi mắt buồn ngủ ngồi vào bàn, cầm đũa hỏi. Thanh Mai, hôm nay bên ngoài có chuyện gì mới không? Thanh Mai đang rót canh cho Hòa Yến, nghe vậy kinh ngạc nói. Cô nương, sao ngươi biết bên ngoài có chuyện? Sáng sớm nô tỳ thấy ngày ngủ ngon không dám gọi, khi đi mua thức ăn nghe nói, tối qua phủ tướng quân Phi Hồng bị trộm, đồ quý giá trong phòng Phi Hồng tướng quân bị mất, giờ cửa thành đã bị phong, quan phủ đang điều tra người khả nghi khắp nơi. Nói rồi, nàng lại nhắc thêm nhưng sao trên đời có kẻ trộm gan lớn như vậy, dám trộm ở phủ tướng quân Phi Hồng, chẳng phải tự tìm đường chết sao? Nàng không biết rằng, kẻ trộm gan lớn đó đang ngồi trước bàn, không chút hoang mang uống canh nóng. Chỉ cần nghĩ đến cảnh hòa như phi bối rối như con ruồi không đầu, hòa yến liền thấy sảng khoái, ngay cả uống nước cũng muốn uống thêm vài bát. Với tính đa nghi của hòa như phi, trong thời gian dài tới, không, chỉ cần mấy bức thư đó không bị tìm thấy, hòa như phi sẽ như ngồi trên đống lửa đêm không thể ngủ yên thật là sảng khoái lòng người hòa yên đoán không sai lúc này hòa phủ trên dưới đang trong cảnh hỗn độn từ đêm qua đến giờ tất cả người khả nghi trong thành sóc kinh đều bị tra xét nhưng vẫn không tìm thấy tung tích hòa như phi sắc mặt rất khó coi bọn hạ nhân không dám mạo hiểm đụng đến hắn như phi bây giờ nên làm gì hòa nguyên thịnh rất lo lắng việc khiến hòa như phi tốn nhiều công sức không tiếc bất cứ giá nào để tìm hắn đã mơ hồ đoán ra thứ này rơi vào tay người khác có thể là nhược điểm trí tử huống chi là trong tình hình hiện nay phụ thân không thấy kỳ quái sao hòa như phi lạnh lùng nói người đó ra vào quý phủ như chỗ không người rõ như lòng bàn tay các nơi trong quý phủ ngay cả hốc tối bí mật trong thư phòng ta cũng biết còn có thể mở ra hộp tinh xảo nguyên nói trong phủ có gian tế hòa nguyên thịnh hỏi không hẳn là không có Hòa Như Phi nói. Nhưng bây giờ hạ nhân trong phủ đều là gia sinh tử, huống chi thư phòng ngươi, ngoài ngươi ra, hạ nhân không thể vào, càng không biết hốc tối trên giá sách. Nếu có nội gian, sẽ là ai? Chẳng lẽ... Hòa Nguyên Thịnh nheo mắt. Ngươi nghi là nhị thúc ngươi, hắn không có lá gan đó, cũng không có đầu óc đó. Hòa Như Phi mắt lóe lên vẻ khinh bỉ. Hòa Nguyên lượng giờ không còn tác dụng gì, khi trong phủ có việc cần thương lượng, Hòa Như Phi không thèm gọi hắn. Hòa Nguyên Lượng cũng vui vẻ nhẹ nhõm, hắn vốn không phải là người có thể đảm đương việc gì, việc hữu dụng duy nhất là nuôi Hòa yến, ngoài ra, hắn là một phế vật. Vậy ngươi nghi ngờ, nhị thúc không có can đảm đó, nhưng nhị thầm có thể chưa hẳn. Vì chuyện hòa yến, chắc chắn trong lòng bà ta đã có oán hận, nữ nhân thường xử trí theo cảm tính, ai biết bà ta có thể ghi hận trong lòng, làm ra chuyện ngoài dữ liệu. Hòa Nguyên thịnh nhíu mày. Vậy thì nữ nhân này không thể giữ lại, Hòa Như Phi lắc đầu. Hiện tại không thể hành động thiếu suy nghĩ, nếu đúng là bà ta thì dễ làm, ít nhất có thể tìm hiểu nguồn gốc, tìm ra kẻ chủ mưu, hơn nữa nhiều con tin trong tay chúng ta, sau này cũng dễ hành động. Giữ lại bà ta có gây phiền toái gì không? Chỉ cần không cho bà ta xuất phủ, để người theo dõi, sống cũng không sao. Hòa Như Phi lạnh nhạt nói. Chỉ là đêm qua hòa tâm ảnh cũng trở về phủ, ngày nàng trở về, phủ bị trộm, không biết có phải trùng hợp hay không. Hòa tâm ảnh. Hòa nguyên thịnh giận tái mặt. Nàng là người hòa gia, cũng dám. Chỉ là nghi ngờ thôi. Hòa như phi cắt ngang lời. Tìm người tiếp cận người bên cạnh nàng, xem nàng có thực sự biết gì không. Nhị thẩm nếu muốn bảo vệ hòa tâm ảnh, chắc chắn sẽ không nói cho nàng chân tướng. Chỉ là hứa chi hằng gần đây có chút kỳ quái. Nghĩ đến hứa chi hằng, hòa như phi lại không vui, hợp tác với loại người ngu xuẩn như vậy là điều phiền lòng nhất. Việc này giao cho ta. Hòa Nguyên Thịnh trầm tư chốc lát. Ngươi ở lại phủ chờ tin tức. Rồi đứng dậy ra cửa. Hòa Nguyên Thịnh rời đi, Hòa Như Phi một mình ngồi trên ghế, lòng không yên. Như Hòa Nguyên Thịnh nói, ý nghĩ đầu tiên là trong phủ có nội gian, nên mới biết rõ như lòng bàn tay đường đi trong phủ. Nhưng hắn rõ ràng biết rõ, hốc tối trên giá sách trong thư phòng, không phải nội gian có thể tìm ra, còn có hộp tinh xảo. Năm đó Hòa Yến giao hộp tinh xảo cho hắn, từng nói rằng, ngoài hai huynh muội không ai có thể mở hộp. Sau khi Hòa Yến chết, chỉ có mình hắn mới mở được, nên Hòa Như Phi mới đặt mấy bức mật tín trong hộp. Để an tâm hơn, hắn đã làm thêm một cơ quan trong hộp. Bởi vì hắn nghĩ rằng suốt đời này sẽ không đụng phải cơ quan đó, không ngờ đêm qua lại có thể nghe thấy tiếng còi. Hộp tinh xảo đã được mở ra, hoặc là Hòa Yến đã nói dối từ đầu, ngoài hai người họ, trong thiên hạ còn có người thứ ba biết cách mở hộp này. Hoặc là trước mắt hắn hiện lên vẻ hoảng sợ của hứa chi hằng, giọng nói đầy bối rối. Là, là Hoa Yến, nàng đã trở về, nàng đã trở về, ba. Một tiếng, Hoa Như Phi bỗng nhiên cuột chén trà trên bàn xuống đất, hắn đứng dậy, nhìn về phía thanh kiếm trên tường. Thanh làng xanh biếc ô tịch, phát ra ánh sáng mờ nhạt, hắn mạnh mẽ kéo mép một cái. Đã trở về, hắn cũng không sợ, ngày hôm sau, chuyện tặc nhân tại phủ tướng quân Phi Hùng được truyền tai khắp nơi, nhưng vẫn không tìm được tung tích của kẻ trộm. Toàn thành sóc kinh gà bay chó chảy, vô cùng náo nhiệt, nhưng Hòa Yến lại có được một ngày thành thơi, chỉ ở nhà uống trà, đi ngủ, nhìn thanh mai cũng hơi ngạc nhiên. Hai ngày sau, đêm hôm đó, trời tối sớm, bên ngoài chưa có tuyết rơi, khó có được một đêm trời trong. Hòa Yến rửa mặt xong, dự định cùng tiêu giác đi ra ngoài. Trước đó vào đêm tối thăm dò hòa phủ, tiêu giác từng nói với nàng rằng hôm nay là sinh nhật hắn, muốn hỏa yến cùng hắn đi chợ đêm đã hẹn gặp trước cửa nhà xem chừng thời gian không còn sớm hỏa yến cũng nên ra cửa thanh mai chọn cho nàng một chiếc áo tiểu sam màu đỏ thêu hoa dây leo dưới mặc váy gấm mềm màu yên la tỉ mỉ chải tóc kiểu bách hoa phân sao đuôi tóc buông xuống vai trông lại đáng yêu mấy phần hỏa yến nhìn mình trong gương có phần không tự nhiên mặc thế này có phần quá mức hôm nay là sinh nhật tiêu giác không phải ta sao lại long trọng như vậy Thanh Mai vừa đeo đôi vòng tai san hô cho nàng vừa cười nói. Nhưng cô nương, ngươi là muốn cùng tiêu đô đốc đi dạo chợ đêm mà. Trong chợ đêm nhiều người như vậy, nhất định sẽ nhận ra hai người các ngươi. Đương nhiên phải long trọng một chút, dù sao cũng là đi ra ngoài cho người ta nhìn. Hỏa yến ngăn nàng tiếp tục cắm châm lên đầu. Được rồi, như vậy thì tốt, ta thấy giờ cũng không còn sớm, ta đi trước. Nói xong, nàng muốn lấy chiếc áo choàng lông thỏ trên dương chiếc áo choàng này trước kia thuộc về hòa đại tiểu thư, trong quần áo của đại tiểu thư, chỉ có món này trông mộc mạc một chút, có lẽ đại tiểu thư không thích chiếc áo choàng này lắm, nên bị đặt ở dưới dương. Nhưng đây là món ấm áp nhất mà Hòa Yến có thể tìm thấy. Nói đến, khi mới tỉnh lại, Hòa Yến thấy thân thể đại tiểu thư nhu nhược, một cơn gió cũng có thể ngã, nhưng trong dương của nàng, tất cả đều là quần áo mỏng như cánh ve, tựa như chưa từng qua mùa đông. Hỏa Yến cầm áo choàng, đang định khoác lên, bị thanh mai giật lấy. Ngươi làm gì vậy? Nàng ngạc nhiên. Cô nương mặc bộ này là được rồi, áo choàng này đừng cầm theo. Thanh Mai nhìn chiếc áo choàng lông thỏ trong tay. Chiếc này đã cũ kỹ, mặc vào trong cồng cành, dưới đèn đêm không tôn người. Hỏa Yến im lặng chốc lát. Nhưng không mặc sẽ lạnh a à. Ta chỉ mặc bộ váy này ra ngoài, sẽ bị lạnh cóng. Ta không thể chỉ vì đẹp mà không để ý đến sức khỏe a à. Nhưng Thanh Mai, luôn dễ tính, hôm nay lại rất kiên quyết không được cô nương giữa đẹp và lạnh đương nhiên đẹp quan trọng hơn huống chi nếu ngươi muốn mình ấm còn tiêu đô đốc thì sao cái gì mà sao ngươi nghĩ đi thanh mai dẫn dắt từng bước hai người các ngươi không phải đi chợ đêm sao tiêu đô đốc chắc chắn sẽ mặc áo ngoài ngươi càng lạnh càng lộ ra yếu đuối cần người chăm sóc tiêu đô đốc thấy sẽ đau lòng liền cởi áo ngoài của mình cho ngươi mặc mối quan hệ của các ngươi sẽ càng tốt hơn Hỏa Yến nghe xong, không thể tin nổi. Đây là cái gì lý lẽ? Nếu hắn đưa áo cho ta, hắn chẳng phải cũng lạnh sao? Như vậy chẳng phải hai ta đều phải lạnh cống, có thủ oán gì đâu. Đây sao có thể tính là lý lẽ tội? Thanh Mai nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Trên đời nhiều nam tử thương tiếc nữ tử yếu đuối. Cô nương cái gì cũng tự làm, tiêu đô đốc sao biết ngươi cần được chăm sóc. Ngài đừng không tin, đây chính là xích ô thị vệ nói với ta, hắn là nam tử, lại là tùy tùng gần gũi của tiêu đô đốc chắc chắn hiểu rất rõ tiêu đô đốc làm theo lời hắn nói không sai đâu hòa yến xích ô có bệnh không suốt ngày không làm gì lại đi nghĩ mấy chuyện này thanh mai tốt bụng mà cũng bị ảnh hưởng tiêu giác là loại người thương hương tiếc ngọc sao không nhớ năm đó trên núi đi săn bao nhiêu cô nương mặc mỏng đến nhìn không mười thì tám người lao vào tiêu giác cũng không thấy tiêu giác đưa áo lông chồn cho ai mặc người đây đều là nói năng bậy bạ vô căn cứ. Thanh Mai đẩy Hòa Yến ra ngoài cửa. Dù sao hôm nay cô nương cũng không thể mặc chiếc áo tràng lông thỏ này ra ngoài, ngài hãy nghe tiểu tỷ một lần. Ba, một tiếng, cửa đóng lại, suýt nữa đụng vào mũi Hòa Yến. Hòa Yến nhìn cửa, thực sự là giờ khóc giờ cười, nhưng giờ cũng không còn sớm, nếu chờ Hòa Vân sinh tan học trở về, biết Hòa Yến ban đêm cùng tiêu giác ra ngoài, lại là một trận ồn ào. Hòa Yến nghĩ, thôi cũng được, thân thể này tại lương châu vệ đã chịu gió táp mưa xa, cũng rất cường tráng, không đến mức gió thổi qua là ngã, như vậy, một đêm không ngại. Nghĩ đến đây, nàng liền nhấc chân ra cửa. Thật đúng lúc, vừa ra cửa, một chiếc xe ngựa đã đứng sẵn trước cửa. Phi nô làm phu xe rất thành thạo, tiêu giác từ trên xe ngựa bước xuống. Hôm nay hắn mặc một bộ cầm bào thêu mãng văn màu lam tối, khoác áo tròn da trồn màu đen, đội châm đàn mộc, tóc đen dài rủ xuống vai, Trông cực kỳ phong lưu tuấn tú, dưới ánh đèn tôn lên mũi thẳng, môi mỏng rõ ràng, đôi mắt như thu thủy động lòng người. Hỏa Yến nuốt nước miếng, thực tế, với nhan sắc của mình, đứng cùng Tiêu Giác ở đây, chỉ sợ người ta thương hương tiếc ngọc cũng không phải là mình. Thanh Mai thật là lo xa. Phần này đến đây là hết. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn.